Vào nghe lên nha mấy chị ơi, chia sẻ lại cho em nha. Đầu tuần giá rẻ là hôm bữa buổi tối ai chưa coi kịp thì coi nha mấy chị ơi, đầu tuần giá rẻ luôn nha. Chia sẻ lại cho em với nha, chia sẻ lại chấm bài giùm em với nha. Hello mấy chị nha. Mấy chị vào đi, mấy chị lên nha mấy chị nha. Giá rẻ bèo, cực kỳ là rẻ luôn á. Mấy chị nhớ comment giùm em cái mã cộng giá nha mấy chị ơi. Để em quên nha mấy chị ơi. Để em ghi cái hả. Rồi là 59k 2 bộ nè. Lẫn là 115.000 2 bộ luôn nè. Lẫn là 115k 2 bộ nè. Đó bữa nào chị, bữa đó chị nào mà chưa vô trễ mấy chị thì bữa nay mấy chị coi lại giùm em nha. Là bữa nay em xả luôn á, ngày mai em về bộ mới á, nên chị nào coi rẻ thì mấy chị mua hôm nay thì được giá rẻ hơn nha. Còn ai muốn mua mẫu mới thì ngày mai mua nha. Nhưng mà giá rẻ thôi à. Còn dài là 139.000 ha. Dài là 139.000 2 bộ luôn nè. Đó, chị nào vào được thì xe bài giùm em với nha. Xe bài chấm bài giùm em với nha mấy chị ơi. Chia sẻ like cho em với nha, giá rẻ thôi à. Giá cực kỳ rẻ luôn á, chất là chất lụa hàng này kia cho mấy chị luôn nha, rất là dễ mặc luôn mấy chị. Nào, mấy bộ này 39.000 nè, chị nào coi lấy được thì lấy cho mấy chị ơi, giá siêu rẻ luôn đó. Thằng này là giá rẻ luôn nè. Mấy bộ này là khách chốt rồi, không để lại số điện thoại em lấy cho em xả luôn rồi mấy chị. Chất lụa giùm em quần lửng nhưng mà dạng quần không có túi giùm em nha. Nay về mẫu quần jean mới không chị? Không nha em ơi, chị không có về quần jean nữa nha. Like quần jean như đó là không có về nữa nha. Rồi cái này là 39.000 nè. Khách lấy rồi mà không để lại số điện thoại nữa mấy chị ơi, xả ra cho mấy chị luôn nè. Ai lấy được thì lấy giùm em nha. Dạng này là phơm lửng cho mấy chị nè, bán cho mấy chị với giá 39.000 thôi nha. 58kg đổ lợi, 58-60kg đổ lợi tùy chiều cao giùm em nha. Coi dạng rất là thoải mái, chất lụa hàng, mặc bao em luôn nha. 39.000 nè, hồng, ai lấy được comment giùm em hồng 39.000 nha. Hồng 39.000, ai lấy được comment giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em với nha. Đó, những vị khách đặt rồi không để lại số điện thoại nè. Nên em có kinh nghiệm rồi nữa, ai mà không để lại số điện thoại là em không chốt đơn luôn nha. Em không thảy bill ra luôn mấy chị. Rồi đỏ luôn xời giùm em nè. Lấy thì comment giùm em đỏ 39.000 nha mấy chị. Đỏ 39.000 giùm em nha. Quần là quần lửng nha mấy chị ơi, nên mấy chị mặc cũng rộng rãi thoải mái giùm em luôn nha. Quần này là dạng quần lửng cho mấy chị nè, 39.000 nha. Ai lấy được comment giùm em cho mấy chị, chất lượng hàng giùm em nha. Áo khoác bao nhiêu vậy? Áo khoác lửng á chị ơi, áo khoác lửng làm hôm nay nếu mà mua nha, hôm nay nếu mà mua xe bài là khoác lửng là 149.000 hai cái nha. Còn khoác kaki là xe bài thì 110, còn không xe thì 120. Chị muốn lên khoác nào thì comment em sẽ lên cho mấy chị nha. Xe bài giùm em với nha, xe bài giùm em với nha. Đó, chia sẻ like chấm bài giùm em với mấy chị ơi. Có hai bộ, còn hai bộ lửng thôi nha, là 39.000 nè. Còn hai bộ lửng là 39.000 nè, chị nào lấy được thì comment giùm em lửng nha. Hồng hoặc đỏ là 39.000, ai lấy được comment giùm em cho mấy chị. Còn cái này là khách đặt rồi, người quỷ view của em nè, làm hôm bữa em bán đi cả cái mẹ luôn á, mà vậy đó trời, bực bội ghê á. Rồi mấy bộ này nè mấy chị ơi, em còn nè, khách đặt rồi không để lại số điện thoại em lấy ra em xả luôn nha. 59.000 hai bộ, chất lượng hàng quần đùi giùm em nha. 59.000 hai bộ nha mấy chị ơi, giá cực kỳ rẻ luôn đó. Đỏ chuột giùm em nè, ai lấy được comment giùm em đỏ chuột nha. Hôm bữa lai xả cuối cùng để lại rồi, cái cuối cùng là không có để lại số điện thoại gì hết trơn á, làm không có chốt view được luôn á. Rồi đỏ chuột, ai lấy được comment giùm em nha. 139.000 của lòng, 59.000 hai bộ nha. Tính hàng bộ chưa được 30.000 nữa mấy chị. Ai lấy được comment giùm em nha. Em còn vài cái thôi, khách đặt rồi em để lại số điện thoại nè. Nên ai lấy thì để lại số điện thoại em chốt bill nha. Còn không là em không chốt luôn nha mấy chị ơi. Rồi màu xanh dây giùm em luôn nè. Xanh dây 60kg đổi lại vừa giùm em nha. 40-60kg vừa, 59.000 hai bộ. Đó, ai lấy được comment giùm em nha. Giá này giá cực kỳ rẻ rồi. Mấy chị có lên áo khoác thì em sẽ lên cho mấy chị luôn nha. Đang sale nên mấy chị mua được thì giá rẻ hơn so với mấy chị mua bên ngoài nha. Khoác cô tâm lửng mà em bán giá đó cho mấy chị luôn á. Sọc xanh giùm em nha, 39.000 nè. Sọc xanh chất lụa hàng 58-60kg tiền chiều cao giùm em nha. Sọc xanh bán cho mấy chị với giá là 39.000 nè, 39.000 bộ nha. Xe bài giùm em nha mấy chị ơi, xe bài cho em có tương tác nha. Giá em bán cũng rẻ rồi nên mấy chị chịu khó xe bài giùm em nha. Hồi em lên sẽ lên nguồn dài cho mấy chị luôn, bao đẹp giùm em. Rồi hồng dây giùm em nè, ai lấy được comment giùm em hồng dây nha. 59.000 hai bộ nè, nó giá cực kỳ rẻ luôn mà. Xe bài giùm em với nha, hồng dây xe bài chấm bài giùm em với nha mấy chị ơi. Có xanh dây luôn nè, 59.000 hai bộ, giá cực kỳ rẻ luôn đó. Hồi lên đồ bộ cho mấy chị luôn.
Rồi xanh dây giùm em nha, 60 kg đổ lại vừa giùm em. Áo là phi lụa, còn quần là chất lụa hàng giùm em nha. Mặc rộng rãi thoải mái nha mấy chị. Rồi ai lấy được mẫu này comment giùm em là xanh dây nha, 59.000 hai bộ. Mua về để mặc ở nhà hoặc là mình mặc đi ngủ này kia cũng em nữa mấy chị, rất là thoải mái luôn nha. 59.000 hai bộ nha mấy chị ơi. Đó, ai lấy được comment giùm em nha, xe bà cho em với nha, xe bà giùm em với nha. Rồi mẫu này xanh chuột luôn nè, ai lấy được comment giùm em xanh chuột nha. 59.000 hai bộ thôi nha mấy chị ơi, giá cực kỳ rẻ luôn nha. Tính ra bộ chưa được 30.000 luôn á, mà mấy chị mua được một bộ rồi mấy chị mặc biết bao lâu luôn á. Một ly trà sữa thôi mấy chị mua mặc biết bao lâu giùm em nha. Rồi mẫu này xanh xanh hoa nha, ai lấy được comment giùm em xanh hoa nha. 58-60 kg vừa giùm em nè, 59.000 hai bộ xanh hoa, còn cam hoa luôn. Đó, ai lấy được comment giùm em nha, xe bà cho em nha mấy chị ơi, cam hoa cho mấy chị luôn nè. 59.000 hai bộ nha, 58-60 kg tùy chiều cao giùm em nha, mặc rộng rãi. Bé là tầm khoảng 35 kg đổ lên nha mấy chị ơi, còn người lớn là từ khoảng dưới 50 mấy kg, 58-60 kg rồi giùm em nha. Cam hoa giùm em nè, 59.000 hai bộ, ai lấy được giùm em nha. Xe bà chấm bà giùm em nha mấy chị ơi, đỡ chuột luôn nè. Đó, đặt rồi không để lời số điện thoại mấy chị, không có chút đơn được gì trơn á, nữa là không để lời số điện thoại là không chút đơn luôn á. Khổ ghê á, bữa lai buổi tối đi chứ đâu 10 giờ gì đó, lai buổi tối muốn xỉu luôn á, mà vậy không á. Rồi em còn mấy bộ đó nha, mấy bộ đó là khách đặt rồi, không để lại số điện thoại mấy chị ơi. Rồi ai lấy được comment giùm em nha. Rồi quần nâng mông nè, em còn 2 cái nha, 70.000, có chị nào lấy không? Quần nâng mông nha mấy chị ơi, em còn 2 cái 70.000, chị nào lấy được thì lấy giùm em nha. Cái này là một loại thun giùm em nè, chất nó có co giãn mà cái quần nó ôm sát vô người giùm em luôn nha. Em còn size L là khoảng 45-46 kg đổ lại rồi giùm em nè. Size L là tầm khoảng 38-45-46 kg rồi giùm em nha. Bán cho mấy chị với giá 70.000 luôn nha. Ai lấy được comment giùm em nâng mông L nha. Lấy giùm em thì comment này giùm em L đi mấy chị. L 70.000 luôn nè. Ai lấy được comment giùm em nha. Xe bài giùm em nha mấy chị ơi. Rồi cái này là 4x nha mấy chị. Tầm khoảng 55-60 kg rồi giùm em nha. 55-60 kg, 60-61 kg giùm em nè. Quần co giãn mặt ôm sát người đẹp giùm em nha, 70.000 thôi nha. Nếu mà quần này mấy chị mua ngoài shop là tầm khoảng 120, còn mấy chị mua mà shop online thì chắc cũng tầm giá đó luôn á. Nói chung là em bán giá rẻ đó, chị nào mua được thì tranh thủ mua nha, thì nó sẽ rẻ hơn so với mấy chị mua bên ngoài luôn á. Đó, chị nào coi được thì lấy giùm em nha mấy chị ơi. Đó, quần đông bông này còn 2 cái thôi nha. Rồi còn hàng này là hàng quần dài nè, tay ngắn quần dài nữa mấy chị. Tay ngắn quần dài em đang sale cho mấy chị là 139.000 hai bộ luôn nha. 139.000 hai bộ, em lấy luôn combo luôn mấy chị. Em còn vài bộ mà chị nào coi được thì lấy giùm em nha. Em còn khoảng 7-8 bộ luôn nha. 139.000 hai bộ nha. Chị nào lấy được thì lấy giùm em nha. Xe bài giùm em với mấy chị ơi. Xe bài giùm em với nha. Rất là rẻ luôn đó. Rồi đồ bộ nha. Đồ bộ có chị nào lên áo khác không? Lên áo khác thì cứ comment đi rồi em sẽ lên áo khác cho mấy chị luôn. Rồi, đồ bộ là bán cho mấy chị với giá 139.000 hai bộ luôn nha. Chất lụa hàng tay ngắn quần dài nè. Em còn tầm khoảng 7-8 bộ à, 7 bộ, 8 bộ gì đó. Chị nào lấy được thì em sẽ để lại cho mấy chị luôn nha. 139.000 hai bộ chất lụa hàng tay ngắn quần dài 60 kg đổ lại vừa giùm em nha. Xanh công nè, ai lấy được comment giùm em nha mấy chị ơi. Xanh công nè, tay ngắn quần dài nha, xanh công 40-60 kg mặc vừa giùm em nha. Bán cho mấy chị hai bộ 139.000 luôn. 139.000 tính hai bộ chưa được 70.000 luôn mấy chị. Ai lấy được comment giùm em nha. Xanh công. Màu này là màu cam giùm em luôn nè. Màu sọc cam mặc lên thì nó gọn người giùm em nha. Nhìn nó gọn người giùm em nè. 139.000 hai cái nha mấy chị ơi. 139.000 hai bộ nha. Sọc cam. Ai lấy được comment giùm em nha. Em còn khoảng 3-4 bộ nữa thôi, bán hết cho mấy chị luôn á. Nó giá cực kỳ rẻ luôn đó. Tay ngắn quần dài 139.000 hai bộ, 40-60 kg rồi nha. Chị nào lấy được comment giùm em nha mấy chị. Sọc cam giùm em, đủ hết trơn luôn á, có đủ loại hết trơn. Rồi còn cái hàng này là hàng thun Quảng Châu nha, 60 kg đổ lại vừa giùm em nè mấy chị. Chất vải nó rất là mềm mịn luôn nha, nó giống như kiểu hàng thun Thái vậy mấy chị. Hồng gấu giùm em nè, nguyên set của nó luôn nha. Hồng gấu bán cho mấy chị với giá 139.000 hai bộ luôn nha. Khoét đi chị, đợi chị cái nha, khoét đi ha, đợi chị xíu nha. Rồi ai lấy được comment giùm em hồng gấu đi, chị còn có mấy bộ thôi, chị lên hết rồi bộ này có không, 7-8 bộ gì hả. Rồi ai lấy được comment giùm em nha, 139.000 hai bộ nha mấy chị ơi. Xe bà chấm bài giùm em với nha. Hồng ghen giùm em nè, quần chín tóc nha, 139.000 hai bộ, giá cực kỳ rẻ luôn đó.
hồng ghen ấy được thầm em thì em với mấy chị 139.000 hai bộ, giá rẻ nha, giá rẻ đó. Chia sẻ like giùm em với nha mấy chị ơi, chia sẻ like chấm like giùm em với nha, hàng này cũng rẻ cực kỳ rẻ luôn rồi đó. Chia sẻ like giùm em nha, chia sẻ like giùm em đó. Rồi mẫu này là mẫu vàng gấu giùm em nè mấy chị, 139.000 hai bộ giùm em nha. Vàng gấu 40-60kg mặc được giùm em, mấy chị mặc ở nhà này kia rất là thoải mái nha, quần chín tóc giùm em nè. Vàng gấu 139.000 hai bộ nha, giá rất là hữu nghị luôn đó. Vàng gấu có chờ neo luôn nè. Mẫu này là mẫu satin lụa giùm em nha, hàng lụa mà dạng như nó kiểu satin đó mấy chị, giống như là kiểu nó like satin đó. Rồi vàng xanh Chanel giùm em nè, xanh Chanel giùm em nha, 40-60kg vừa giùm em, 139.000 hai bộ nè, ai lấy được comment giùm em nha. Xe bài giùm em với nha mấy chị ơi, xe bài giùm em với nha, 139.000 hai bộ đó, ai coi được thì lấy nha. Hàng này là hàng giá rẻ luôn đó, màu cam cong giùm em luôn nè, cam cong 139.000 hai bộ, ai lấy được comment giùm em nha. 60kg đổ lợi vừa giùm em, màu cam thì cũng ngọt nè mấy chị, ai coi không kịp thì cứ comment lại nha, em sẽ lên lại cho mấy chị coi nha mấy chị ơi. Cam cong 129.000 hai bộ, nó giá thì là giá yêu thương dữ luôn rồi đó. Rồi màu này là màu vàng thỏ giùm em nha, 139.000 hai bộ, 60kg đổ lợi vừa giùm em, hàng này là hình Quảng Châu giùm em nha, hàng này là hàng Quảng Châu giùm em, vải nó mềm mịn lắm luôn mấy chị. Vàng thỏ giùm em nè, 139.000 hai bộ, đồng giá hết luôn nha, nên chị nào coi lấy được thì lấy giùm em nha. Còn một ít thôi, lên bộ ngố đi, đợi xíu nha chị ơi, đợi xíu nó lên bộ ngố nha, xíu đi nha. Rồi mẫu này giùm em nha, sọc hồng giùm em nè, ai lấy được comment giùm em sọc hồng đi mấy chị. Sọc hồng giùm em nha, 139.000 hai bộ luôn nè. Sọc hồng ngố là thun hay lụa chị ơi, chị Thanh Nguyên ơi, ngố là thun hay lụa? Nó leo gì sao? Ngố là thun hay lụa chị ơi, comment giùm em đi. Rồi cam đào ghen giùm em nè, 58kg đổ lợi vừa giùm em, 58kg đổ lợi vừa giùm em nha. Quần chín tóc giùm em 139.000 hai bộ luôn, tầm giá cho mấy chị luôn á. Lên ngố mà lên lụa hay thun chị ơi, comment đi rồi em lên cho. Em lên áo khoác này cho bạn này cái rồi em lên liền luôn. Rồi đỏ ghen giùm em nha, 139.000 hai bộ, ai lấy được comment giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em với nha, chia sẻ like chấm like giùm em với nha, 139.000 hai bộ luôn nè, giá cực kỳ rẻ luôn đó. Chia sẻ like chấm like giùm em với nha, còn một ít thôi là lấy ra like sale luôn á. Rồi mẫu này đỏ chữ giùm em nè, ai lấy được giùm em không, chất này là chất gấm luôn nè, mà em bán cho mấy chị 139.000 hai bộ rồi mấy chị biết trong đó là giá như thế nào đó mấy chị. Đó, hàng này là chất gấm giùm em nha, đỏ chữ giùm em nè, 139.000 hai bộ. Xe bài giùm em với nha, em còn tầm khoảng chục bộ gì nữa hết à. Thun hả, đợi xíu nha, em lên cái áo khoác cho bạn này cái nha, rồi em sẽ lên cho chị luôn nha. Đó, áo khoác nha mấy chị ơi, xe bài nha, tối với buổi trưa này xe bài giùm em nha. Xe bài thì mới tính cho mấy chị ơi, cái này là bán sale cho mấy chị là một cái là 90.000 nha. Nếu mà xe bài mua hai cái là 149.000 giùm em nha mấy chị ơi, 149.000 giùm em nha. Mua hai cái là 149.000 nha. Đó, còn mua lẻ là một cái là 90.000 nha. Chị nào coi lấy được thì lấy giùm em nha. Xe bài giùm em á. Cái mẫu này là màu xám giùm em rồi mấy chị, phía sau có chữ Lucy giùm em nha. Vô tông túi có khóa kéo giùm em luôn nha. Ai lấy được comment giùm em xám mấy chị, xám giùm em nha. Lên nhanh nha mấy chị ơi. Rồi mẫu này là màu cam giùm em nè, gạch cam á mấy chị, phía sau có vô xì thiêu, tất cả túi đều có khóa kéo giùm em nha. Đó, mua một cái là 90.000, hai cái mà có xe bài là 149.000 giùm em nha. Màu này là màu đỏ đô nè, ai lấy được comment giùm em đỏ đô nha, đỏ đô giùm em, giá thì nhắc rẻ luôn rồi đó, kỳ là rẻ luôn á. Rồi mẫu này giùm em nha, cam đào luôn nè, ai lấy được comment giùm em cam đào mấy chị, 90.000 một cái nha, xe bài là 149.000 hai cái luôn mấy chị ơi. Vàng bơ nè, ai lấy được comment giùm em vàng bơ nha. Đó, em còn có hơn mấy hàng trên này nữa là em hết thun cô tâm lửng luôn rồi đó. Nên ai mà muốn mặc lửng thì mua để lại mặc giùm em nha. Qua đợt này em không có về đội lửng này luôn mấy chị. Rồi cái này làm xám lông chuột giùm em nè, 149.000, chia sẻ hai nha, là mua hai cái nha. Còn mua một cái là bán cho mấy chị với giá là bán cho mấy chị với giá là nhiêu? 90.000 nha. Rồi cái này là dạng phơm dài 60kg bùi giùm em nè, vàng nha, chị nào lấy được comment giùm em vàng nha, 110 có chia sẻ like thì bán cho mấy chị với giá 95 luôn. Rồi vàng, chị nào lấy được comment giùm em vàng đi. Mẫu này là màu cam giùm em nè, màu cam giùm em nha, tay có chạy viền giùm em nè, 95.000 có xe bài nha, không xe là 110 nha mấy chị ơi, bán giá cỡ đó luôn đó. Màu này là màu hồng giùm em nè, ai lấy được comment giùm em hồng nha. Đợi em xíu chị Thanh Nguyên ơi, lên vài cái nữa rồi em sẽ qua khung cô tông lửng như chị luôn nha, khung lửng như mấy chị luôn. Rồi mẫu này giùm em nha mấy chị ơi, bán cho mấy chị màu hưu nè,
màu ghiêu phía sau nó hình con chuột Vicky nè, ghiêu chuột giùm em nha. Chất này là kaki, có xe bài là 110 nha, mua hai cái. Đáng ra cái này là lẻ là 120 nè mấy chị, nhưng mà mấy chị xe bài là bán cho mấy chị với giá 110 nha. Còn mua hai cái là 240 em miễn xếp luôn nha. Màu ghiêu chuột, ai lấy comment giùm em ghiêu chuột. Ai có đơn rồi mà mua hai cái em sẽ miễn xếp cho mấy chị luôn. Màu nu hình con chuột giùm em nè, nu chuột, ai lấy được comment giùm em nha. Nu chuột lên nhanh cho mấy chị nha, lên nhanh rồi em sẽ lên cái khác cho mấy chị luôn. Rồi một cái màu hồng trơn nha, có cái bâu có nút dài giùm em nè, nhung phơm trơn nha. Hồng chuột, hồng trơn, ai lấy comment giùm em hồng. Hồng trơn nha, hồng trơn bán cho mấy chị với giá 120 chia sẻ là ai đã còn 110 mình mua hai cái 240 miễn xếp luôn nha. Màu ghiêu mà giùm em nè, nó có bâu giùm em nha, con thỏ nè. Ghiêu thỏ, ai lấy được comment giùm em ghiêu thỏ nha, ghiêu thỏ giùm em nha. Chia sẻ là ai giùm em với nha, hồng thỏ luôn nè. 110 ngàn là bán giá sỉ mấy chị luôn rồi đó mấy chị, còn đổi gì nữa giá cực kỳ rẻ luôn nha. Nếu mà mấy chị mua bên ngoài không được đâu, cái này tầm khoảng 60-62kg là vừa luôn á em, 40kg vẫn được nha, tại vì cái phơm nó phơm đứng đẹp lắm mấy chị, mặt là ôm sát người giùm em à. Rồi cái này là chữ giùm em nha, đây có túi chữ nè, ghiêu túi chữ giùm em nha, ghiêu túi chữ, ghiêu túi chữ, có luôn túi chữ cho mấy chị luôn nè, lên nhanh rồi lên cô Tâm nha. Rồi màu này là màu nu túi chữ giùm em luôn nè, nó nu túi chữ giùm em nha, chia sẻ nha giùm em nha. Cái này là màu ghiêu phơm trơn nha, trên tay này nó có cái hồng ghiêu nón trơn nha, ai lấy được mẫu này comment giùm em ghiêu nón trơn. Em tưởng đâu là có sạch nhưng mà không có sạch, ghiêu nón trơn giùm em, có đen nón trơn cho mấy chị luôn nè, nó có dạng có nón giùm em nha, đen nón trơn bán cho mấy chị với giá 110 ngàn, đối với ai xe bài giùm em nha, ghiêu nón trơn. Rồi mẫu này có trơn giùm em nè, nó mẫu này là trơn giùm em luôn nha, nhưng mà trên tay này có sạch nè. Rồi ai lấy comment giùm em là nu nón sạch nha, nu nón sọc giùm em đi, thôi nu chân sọc đi, ai lấy comment giùm em nu chân sọc nha, nu chân sọc, nó có màu vàng đó nè mấy chị, vàng chân sọc giùm em luôn nha, phía sau nó trơn cho mấy chị nè, chạy dọc đường này là nó có đường sọc giùm em nha, vàng chân sọc, ai lấy được comment giùm em nha, xe bài giùm em mới nha, đã chia sẻ nhưng mà không thấy mua, đã chia sẻ nhưng mà đâu thấy mua đâu, ai lấy được comment giùm em nha, còn một ít thôi mấy chị ơi, bán là rẻ luôn rồi đó. Rồi một cái màu nu giùm em nha, một cái màu nu giùm em nè, phía sau này nó có chữ sọc nè mấy chị, phía sau này có chữ sọc giùm em nha, nó có chữ sọc giùm em nè, nu nha, nu chữ sọc giùm em đi, ai lấy comment giùm em nu chữ sọc, có ghi chữ sọc cho mấy chị luôn nè, nó mỗi cái còn ít thôi mấy chị ơi, màu ghiêu nè, có chữ sọc giùm em nè, trên tay này có chị Viền luôn nha, ghiêu chữ sọc, ai lấy được comment giùm em mấy chị ơi, chia sẻ là ai giùm em đi nha, màu này là màu đỏ luôn nè. Đỏ chữ sọc giùm em luôn nha, đỏ chữ sọc, ai lấy được comment giùm em nha, 110 thôi nha, 110 thì cho ai xe bài giùm em luôn mấy chị ơi, mua hai cái là 240 miễn xếp, cho dù mấy chị có đi chung với mấy đơn kia cũng vậy luôn nha. Hello bà Hồng Nghi nha, hồng ghen, hồng ghen là cái nào chị, 42kg bượt nha, hồng ghen là cái nào, hồng ghen là cái nào, hồng ghen à được nha, em 40kg mặc được mà chị 42 sao mặc không được. Rồi mẫu này giùm em nha, ai lấy được mẫu này comment giùm em là đỏ nha, tay nó có túi cho mấy chị nè, đỏ tay túi nha, đỏ tay túi giùm em nè, 100 mấy nè, 110 cho ai chia sẻ luôn á. Rồi một cái màu ghiêu giùm em nè, có túi giùm em nha, có nón có chữ nè. Rồi ai lấy comment giùm em ghiêu B nha, ai lấy được comment giùm em ghiêu B nha mấy chị, ghiêu B giùm em nha, giá cực kỳ rẻ luôn đó. Một cái màu đen nè, đen chữ giùm em nha, ai lấy được comment giùm em đen chữ đi mấy chị, phơm đó là phơm lửng lửng giùm em nha mấy chị ơi, cỡ trên ấy một xíu giùm em á. Hồng ghen với cam ghen 42kg, em xem lại cái nu gần cái hồng, cái nu gần cái hồng phải không, có hai cái, cái nu này là nu chuột giùm chị luôn nha, nu chuột giùm chị luôn nè, có chia sẻ lại là mua có 110 ngàn, hãy nghĩ cái này em cầm 110 ngàn đi ra ngoài mua không hề có luôn á, người ta like mà bán còn khoảng 145 rồi đó em, người ta like bán like thôi là 145 ngàn mà chị bán có 110 ngàn thôi đó, là em biết chị bán không có lời luôn rồi đó, bán chủ yếu lấy tương tác thôi đó. Rồi cái này là cái nu giùm chị nè, cái túi nha, túi nó có chữ thiêu mà dạng túi như gì nè, nó nu ai lấy được comment giùm em nu túi chữ nha, mẫu này là nu túi chữ giùm chị nè. Đó. Còn màu này là màu nu sạch nè. Đó, màu này là màu nu giùm chị nha. Tay nó có chữ sạch, phơm trơn nhưng mà tay của nó sạch ha. Nu trơn sạch giùm chị. Nó có mấy cái màu nu á, mấy màu nu dễ mặc ha. Mấy màu này dễ mặc nè. Đó, mẫu này giùm chị nè. Phía trước nó có túi nè, phía sau nè. Nu chữ sạch nha. Ai lấy được comment giùm em nu chữ sạch nha.
110.000 cho ai chia sẻ like giùm em thôi nha. Chia sẻ like chấm thầy giùm em với hồng gen với cam gen hả? Hồng gen với cam gen là được nha chị ơi. Hồng gen với cam gen là được giùm em nha. Cho bài chấm thầy giùm em đi. Có 139.000 thôi, mấy chị nghĩ là mấy chị mua bên ngoài là nhiêu. Nói chung là mặc được giùm em nha. Mặc giống như cái form em đang mặc như vậy nè mấy chị. Còn chị nào mà muốn xì tin á thì mấy chị về mấy chị bóp lại giùm em nha. Nói chung mấy cái này dễ bóp nè. Nếu mà mấy chị muốn ôm sát người luôn thì mấy chị về mấy chị bóp lại giùm em nha. Cái này dễ bóp lắm, tại vì form đứng nè, mấy chị cứ bóp dọc xuống gì là nó nghe rồi. Nó cái hồng ghen nè, hai bộ có 139.000 luôn mấy chị, rồi mấy chị biết giá như thế nào đó. Giá cực kỳ rẻ luôn à, hồng ghen giùm em nè. Đó, hồng ghen giùm em nha. Hai bộ 139.000 luôn á. Một cái cam ghen giùm em luôn nè. Cam ghen luôn, ai lấy được comment giùm em nha. 139.000 hai bộ luôn á, bán combo gì luôn á, cực kỳ rẻ luôn nè. Cái cam ghen giùm em nha, cam ghen giùm em nè. Đó. Quần là quần chín tấc nha, hai bộ chị lựa đều là quần chín tấc hết, mặc rộng rãi thoải mái, quần có túi giùm em nha. Chị mặc thử cái nu túi nha. Rồi mặc thử cái nu túi cho xem nha. Nu túi nha. Đó, cái màu này cũng dễ mặc ha, chất kaki mặc im luôn mấy chị. Bán có 110 là tức như là bán rất là rẻ luôn đó. Ai lấy được comment giùm em đi. Xe bài giùm em với nha, xe bài giùm em với nha. Đó, ai lấy được comment xe bài chấm bài giùm em với nha. Cái nu túi nè, đó chị 40kg chị mặc còn ok nữa nè, thấy không? Rất là dễ mặc luôn, hàng kaki đó. Một là mặc cái kiểu như thế này giùm em nha. Nếu mà mấy chị không có gài cái nút lại, mấy chị không có dây kéo giùm em nha, thì mấy chị mặc như thế này cũng sang nữa mấy chị. Đó, dạng xì tin giùm em mặc đó. Có bo giùm em nha, có bo dưới phần ấy. Còn không thì mấy chị gài kéo lên giùm em nha, dây kéo giùm em nè. Có hai cái túi cho mấy chị nè, có 110.000 thôi nha. Phía sau nữa mấy chị. Đó, cực kỳ rẻ không chưa? Rất là rẻ luôn rồi đó. Đó, ai lấy được comment giùm em nha. Nu túi nè, nu túi chữ giùm em nha. Nu túi chữ giùm em. 110 thôi nha mấy chị ơi, 110 thôi nha. Chia sẻ like nha, không chia sẻ like là bán 120 nha mấy chị ơi. Mua hai cái là 240 em miễn xếp luôn nha. Đó, chị nào coi lấy được á thì mua hai cái thì 240 miễn xếp luôn. Đó, còn không thì bình thường mình mặc như vậy vẫn đẹp nha mấy chị. Đó, giá rẻ cực kỳ luôn rồi đó nha. Em đảm bảo là giá rẻ luôn rồi đó. Không đâu mà bán rẻ bằng chỗ em luôn mấy chị. Đảm bảo gì luôn á. Hôm bữa em like thấy người ta like mấy chị 145.000, 155.000 không á. Có nơi bán 165.000 luôn. 145.000 là rẻ đó. Có nơi bán 165.000 luôn á. Bán cho mấy bà giá sĩ lấy tinh tế luôn á. Đó, ai lấy được comment giùm em nha. Còn mấy cái nè, chị nào lấy được comment giùm em nha. Đó, chia sẻ lại giùm em với nha. Cái nu này là chị còn một cái duy nhất luôn cái gì á. Cái nu này là chị còn một cái duy nhất cái gì á. Đó, ai lấy được comment giùm em nha. Cô Tâm Lửng phải không? Chị Thanh Nguyên còn đó không chị ơi? Comment lại đi chị, em lên cô Tâm Lửng thì chị lựa nè. Cô Tâm Lửng, cô Tâm Lửng thì bán giá cũng bèo thôi nha. Ai lấy được comment giùm em với chị. Xe bài giùm em với nha, cô Tâm Lửng. Rồi ai lấy được comment giùm em đứa chị ơi, sẽ bài chấm bài giùm em với nha. Chia sẻ like giùm em với nha. Lên cô Tâm Lẫn nha, chị Thanh Nguyên còn đó không? Chấm bài giùm em cái chị ơi, để em biết chị còn đó em lên, còn thêm lên cái khác. Giá rẻ quá trời luôn á, bán giá này là còn mấy chị còn đó gì nữa. Giá này là mấy chị mua bên ngoài đảm bảo không hề có luôn á. Chia sẻ like cho em với nha, chia sẻ like giùm em với. Lên một ít này trước nha, lên một ít này trước. Đó, kaki là bán có 110 thôi đó mấy chị, là rất là rẻ, rẻ thiệt sự là rẻ luôn đó, không hề có chỗ khác mà rẻ hơn nữa đâu nha, không hề có chỗ khác rẻ hơn nữa đâu. Rồi bây giờ cái này em bán cho mấy chị với giá 80.000 luôn nha. Em còn tầm khoảng 20 bộ em bán cho mấy chị với giá 85.000 luôn nha, tùy mẫu nha mấy chị ơi, bán cực kỳ rẻ luôn nha. Rồi một cái màu xám giùm em nha, áo rộng với mấy chị bộ ngố giùm em nha, áo rộng nhưng mà quần của nó là dạng quần ôm giùm em nha, rất là đẹp luôn. Rồi mẫu này là nu chữ giùm em nha, ủa xám chứ, màu xám chữ giùm em, 55kg đổi lại vừa giùm em nha. Ai lấy được comment giùm em xám chữ nha. Cái này là hàng thương thái nha, bán cho mấy chị với giá 80.000 luôn. Xám chữ giùm em, xám chữ 80.000 nha, đồng giá 80.000 luôn á. Mở ra mà cái vải không ưng là cái gì cũng chịu hết trơn mấy chị ơi, chất liệu vải cực kỳ êm luôn. Cái hàng khung lạnh đó mấy chị, giống như là cái kiểu khung lạnh với khung cô tông đó mấy chị. Khung thái đó là cầm lên cái vải nó rất là nhẹ luôn nha, mặc gờ vô có cảm giác mát tay luôn mấy chị. Rồi mẫu này là vàng chữ giùm em nha, vàng chữ ký giùm em nha. 55kg đổi lại vừa giùm em nha, 55kg đổi lại vừa giùm em bộ ngố. Vàng ai lấy comment giùm em vàng chữ ký nha. Đẹp lắm, rất là xịn sò giùm em luôn, vàng chữ ký. Ai lấy được comment giùm em nha, 55kg đổi lại vừa giùm em. Rồi mẫu này 58kg luôn nè mấy chị. Mẫu này 58kg vừa giùm em nha. Một cái màu tím nè, phía trước có 3D giùm em nha. Tím 3D, về mấy chị lấy ra cái áo không mấy chị mặc áo lẻ vẫn được giùm em luôn nha.
rất là dễ mặc luôn, nó áo lẻ rất là đẹp luôn. Tiếng 3D dùm em nè, bán mấy chị với giá 80 ngàn thôi nha. Quần là lưng thun nè, kaki dùm em luôn, quần có túi luôn nha, túi cũng tương đối dùm em nè. Đó, 58kg vừa nè, tiếng 3D, ai lấy được comment dùm em tiếng 3D nè, 80 ngàn luôn, bán giá rẻ luôn rồi đó, cực kỳ rẻ. Tiếng 3D có một cái màu nu nè, đó, bà Tiên Trương có lấy không bà Tiên Trương ơi? Có một cái màu nu dùm em nha, nu 3D cho mấy chị luôn nè. Về lấy cái áo và cái quần ra mấy chị mặc rẻ đều được dùm em luôn nha. 55-56kg vừa dùm em nè, màu nu 3D, ai lấy được comment dùm em nu 3D dùm em nha. Cái lưng này mấy chị đẹp ghê luôn, không co giãn, 55-56kg vừa, nu 3D, ai lấy được comment dùm em nha. Xe bà đánh bà dùm em mấy chị, nu 3D nha, 80 ngàn luôn rồi đó. Áo ngực hay áo mà ra mà mặc lót trong không hả mẹ? Không bà ơi, không có bán. Bà ẹp Zalo của tôi đi, bà ẹp Zalo của tôi bên đó có bán á, sỉ thì có bán nhưng mà không có like bán bà ơi. Em lấy nu túi đi ha, rồi lên chị số điện thoại đi, là chị lấy hay là chị xếp em ơi, là chị lấy hay chị xếp, lên chị số điện thoại đi nha. Có số đợt này rút kinh nghiệm rồi, có số điện thoại mới chốt đơn nha mấy bè ơi, tôi khổ quá trời luôn á. Hôm bữa đó là 11 giờ đêm một đống luôn á, xong đã đời chốt đã, không ai trả cho số điện thoại hết trơn á, giờ xả ra gì đó bực bội ghê không, người nó mình hai ban đêm muốn chết luôn á. Rồi ai lấy được comment giùm em nha. Không có túi trong, đúng rồi, hàng kaki đâu có túi trong đâu em, hàng kaki không có túi trong giùm em nha. Rồi màu hồng nờ y giùm em nha mấy chị ơi, hồng nờ y 58-60kg bùi giùm em nha. Thun thái nha mấy chị ơi, hàng này là hàng thun thái bao đẹp giùm em luôn nha. Rồi hồng nờ y giùm em nè, ai lấy được comment giùm em nha. 58-60kg vừa, hồng nờ y, chị nào lấy được comment giùm em nha. Hồng nờ y 58-60kg. Chị Di Bảo có lấy không chị ơi? Chị Di Bảo có lấy hai bộ đồ bộ đó không? Có 139.000 hai bộ luôn, em cho về mấy chị đi sửa. Nếu mà mấy chị muốn mặc ôm sát người luôn, mấy chị đi sửa có 15.000 chứ gì, mấy chị bóp vô là có 15.000 ha. Là mấy chị cộng vô mấy chị vẫn lời hơn so với mấy chị mua bên ngoài luôn á. Ủa có nhắn tin bên Zalo hả? Rồi cam nha, ai lấy comment giùm em là cam đào 3D giùm em nha. Cam đào 3D 55-56kg vừa giùm em nha. Cái quần nè mấy chị đẹp chơi không? Lấy cái áo và cái quần ra mặc riêng đều được giùm em luôn nha. Cam đào 3D, cam đào 3D 80.000 thôi nha. Giá 80.000 thôi, thái bán 80.000 cho mấy chị luôn á, mấy chị biết đó. Rồi ai lấy được comment giùm em nha. Cam đào 3D rồi ok nha, có gì nhắn tin giùm chị nha. Chứ chị sợ lắm luôn đó, chị sợ cái vụ mà không nhắn tin số điện thoại luôn, không có chốt được cái gì hết trơn á. Nu B nha, ai lấy được comment giùm em nu B đó mấy chị, 55.000 nè. Bộ ngố giùm em nha, bộ ngố mặc dễ thương lắm, cute lắm, mặc ở nhà cũng được, đi chợ cũng được, hay đi siêu thị chơi cũng được luôn nha. Rồi ai lấy được comment giùm em là nu B đó mấy chị, nu B giùm em nha. Chia sẻ like giùm em đó nha, chia sẻ like chấm bài giùm em đó nha. Rồi mẫu này là sọc đen giùm em nè, sọc đen chuột giùm em nha, 80.000. 58-60kg vừa, quần qua khỏi gói giùm em luôn nha. Co giãn em lắm, mặc bao em luôn, nó rất là rộng rãi, thoải mái giùm em luôn á. Nó thấy được comment giùm em nha. Cái gì ở đó điện thoại em sẽ lên cho mấy chị hàng An Đông luôn nha. Áo khung, ủa lộn, áo kiểu Ninh Hiệp á mấy chị. Áo kiểu Ninh Hiệp đẹp lắm luôn á, nhưng mà em không biết có chị nào chưa coi, không biết nữa. Nhưng mà hàng đẹp lắm, xịn sò ghê luôn á. Rồi mẫu này giùm em nha, đỏ chuột giùm em. Đây lấy được mẫu này comment giùm em, đỏ chuột đi mấy chị. Chọn đỏ chuột giùm em nha, 50-52kg đổ lại vừa giùm em, phía sau có túi giùm em luôn nha. Riêng cái mẫu này thôi nha, đỏ chuột 65.000 luôn nha, bán đỏ chuột 65.000 luôn á. Nó ai lấy được comment giùm em nha, 52kg đổ lại vừa thôi. Chia sẻ like giùm em với nha. Có ai mặc áo kiểu không, lên áo kiểu cho mấy chị luôn nha. Ai mặc áo kiểu không, lên áo kiểu luôn nha. Màu này là hồng LV giùm em, hồng LV 60kg đổ lại vừa giùm em nha. Nói chung là dạng này là dạng không ôm mấy chị, nên ai nhỏ người thì nó ôm, còn ai bự thì nó sẽ giãn ra giùm em nè. Rồi ai lấy comment giùm em hồng LV nha, hồng 65.000 cũng được, nó còn một bộ hồng duy nhất luôn á, hồng 65.000. Có ai lên áo thun, ủa lộn, áo kiểu mấy chị ơi, lên áo kiểu cho mấy chị luôn nha. Áo kiểu ăn Ninh Hiệp luôn mấy chị, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi mẫu này giùm em nha, cam luôn nè, ai lấy comment giùm em cam 65.000 nha. Chia sẻ like giùm em với nha, cam 65.000 nè. Đó, chị nào lấy được comment giùm em đúng chưa, xe bài giùm em với nha. Cam 65.000. Trắng 3D này cũng đẹp nè mấy chị. Ôi đẹp ghê luôn á, mua về lấy cái áo mặc kiểu cũng được luôn nha. Siêu sang cho mấy chị luôn á mấy chị. Hàng này nếu mà cái áo mấy chị mua bên ngoài ít nhất cũng khoảng 120 mấy chị, em dám đảm bảo từ khoảng 120 trở lên luôn á. Rồi, màu trắng 3D giùm em nha. Trắng 3D giùm em nè, 58kg vừa. Trắng 3D, ai lấy comment giùm em trắng. Trắng kiểu đi.
comment dùm em trắng kiểu 3D đi nha, để em nhầm với cái trắng kia đó chị. Trắng kiểu 3D dùm em là 80.000 nha, chia sẻ nào dùm em đi nha. Từ từ em sẽ lên áo kiểu cho mấy chị luôn nha, em sẽ lên áo kiểu liên hiệp cho mấy chị luôn đó. Em lấy được comment dùm em một cái sọc hồng, mấy chị sọc hồng dùm em nha, 60kg đổ lại vừa nè. Chị nào lấy được comment dùm em sọc hồng cho mấy chị, sọc hồng dùm em nha, xe bài dùm em đi nha. Sọc hồng 60kg đổ lại vừa, bán cho mấy chị với giá là 80.000 đồng giá luôn nha. Mấy cái này là hàng thương thái, bán 80.000 là cực kỳ rẻ luôn đó. Xanh đậu dùm em nè, xanh đậu dễ thương nè, 55kg đổ lại vừa dùm em nha. Ai lấy được comment dùm em xanh đậu đi mấy chị, có dạng từ chiến dùm em nha. Xanh đậu, xanh đậu 80.000, 65kg đổ lại vừa, xanh đậu. Chị nào lấy được comment dùm em nha. Đó, em còn nhiêu đó thôi mấy chị ơi, em còn nhiêu đó thôi, chị nào có lấy được lấy dùm em nha. Xe bài dùm em mới nha, lên áo kiểu nha, bắt đầu lên áo kiểu cho mấy chị nè. Rồi mẫu này dùm em nha, đỏ B dùm em luôn nè, 55-56kg quần dùm em nha. Đỏ B quần ôm cho mấy chị nha, đỏ B lên nhanh nha, lên thơ thơ thôi mấy chị ơi, chứ cũng không lên ấy nha, chị cũng không có ấy nhiều. Rồi đỏ B dùm em nha, lên cái này nữa, một cái này nữa, nó chị nào lấy được thì lấy nha. Giá này là giá mầm non quá trời luôn đó. Rồi mẫu này là hồng 3D dùm em luôn nha, hồng 3D 55-56kg bùi nha. Ở khoái mấy cái lưng này ghê luôn á, nhìn sang lắm luôn. Mà chất kaki này nó có độ co giãn luôn nha, nên mấy chị mặc rất là êm luôn. Nó nhưng mà tại cái lưng này nó không có bự á mấy chị, nên em không dám chịu hao cho mấy chị nhiều. Em chỉ chịu hao cho mấy chị tầm khoảng 55-56kg đổ lại thôi. Đó, ai lấy được comment dùm em nha. Hồng 3D dùm em luôn nè. Lên một số cái áo liên hiệp luôn nha. Hôm nay sẽ lên một số cái áo liên hiệp với chị luôn. Áo liên hiệp hiện bán cũng rẻ lắm chị. Áo liên hiệp là bán 90.000 hàng này là em thấy đẹp ghê luôn mấy chị, nói chung là rất là ưng luôn. Các chị nào coi được thì lấy giùm em nha. Xe bài giùm em, xe bài tấm bài giùm em nha. Đó, em sẽ lên cho mấy chị một số cái áo liên hiệp luôn nha. Nu B luôn hả? Trời ơi, chơi chị coi có lấy được cái nào nữa không chị ơi? Nu B luôn hả? Trời, mình la một khúc về đầu lên nha. Rồi, nu B nè, chốt cho chị Thanh Nguyên nha. Nu B nè, coi có lấy gì thêm nữa không chị ơi? Nu B nè, có giá rẻ luôn á. Xanh đậu hôm bữa lấy rồi hả? Xanh đậu cũng dễ thương đó, có chịu lấy không chị ơi? Xanh đậu cũng dễ thương đó chị Thanh Nguyên. Ai lấy được comment giùm em nha, chia sẻ like cho em đó nha. Rồi bây giờ lên áo kiểu nha, áo kiểu liên hiệp nha. Chị nào coi lấy được comment giùm em nha. Áo kiểu liên hiệp 58kg đổ lại vừa giùm em nha. Phía sau có bo nhún cho mấy chị, rất là gọn gàng thoải mái giùm em luôn nha. 90.000 một cái thôi nha, bao rẻ cho mấy chị luôn nè, rất là dễ thương luôn. Rồi vàng nơ, ai lấy được comment giùm em vàng nơ đi mấy chị, 90.000 thôi nha. Áo liên hiệp 90.000, ôi vải đẹp lắm luôn á. Hàng này mà trong shop không bán dưới 140 luôn á mấy chị. Hàng này nếu mà bên shop bán mà dưới 140 quay lại đây em trả tiền cho mấy chị từ cái phần hơn em bán luôn mấy chị. Rất là đẹp luôn, ít nhất nó bán cũng 140-160 luôn mấy chị thôi nè. Màu xanh giùm em nha, đó, ai lấy được mẫu này comment giùm em nè. Xanh hai viền nha, xanh hai viền giùm em đi. Đó, 58kg đổ lại vừa giùm em nha, rất là dễ thương luôn. Xanh hai viền 90.000, 58kg đổ lại vừa, chất bao đẹp luôn nha. Ai lấy được comment giùm em đi mấy chị, xanh hai viền giùm em nè. Đó, vàng bao kem cho mấy chị luôn, mấy này mặc lên form em giùm em nha. Vàng bao kem 90.000, 58kg đổ lại, mặc đi học đi làm đi chơi vẫn được luôn nha. Mấy cái này dễ phối đồ cực kỳ luôn á. Vàng bao kem, chị nào lấy được comment giùm em vàng bao kem đi mấy chị, 58kg đổ lại vừa nha. Vàng bao kem đấy, mấy chị phải giá rẻ luôn á. Này 55-56kg thì mấy chị, 40-55-56kg mặc đẹp giùm em nha. Rồi mẫu vàng cargo, ai lấy comment giùm em thôi vàng ghen đi. Ai lấy comment giùm em vàng bao ghen nha, 90.000 đồng giá luôn á. Màu đẹp đẹp không hà, vàng bao ghen, màu với mẫu rất là ưng luôn. Lô nên hiệp cực kỳ hiếm luôn mấy chị, đảm bảo là rất là hiếm luôn á. Rồi đỏ giùm em nha, đỏ bao ghen giùm em luôn nè mấy chị, dễ thương nè. Đỏ bao ghen giùm em nha, 90.000, 55-56kg vừa, đỏ bao ghen, đỏ bao ghen. Đó, không phải tự nhiên mà em nói số ký cho mấy chị đâu nha. Nói chung là nói cái gì thì cũng phải có cơ sở nha, rồi em mới nói cho mấy chị nha. Chứ không phải đừng nói là cái áo đó nhìn nó nhỏ mà thân bé này nó nói như vậy là không có nha. Tại vì em cầm cái áo lên được rồi, em coi với mấy chị là em coi biết như thế nào, em mới nói số ký nha mấy chị ơi. Chứ không phải tự nhiên mà khơi khơi muốn nói bao nhiêu ký thì nói đâu nha. Rồi cái này hồng, hồng này kiểu giùm em nè, nó dạng cái bâu của nó là thị thủ á mấy chị. Rồi ai lấy comment giùm em hồng kiểu nha, 58kg đổ lại vừa giùm em luôn nè, mặc rất là dễ thương luôn. Hồng kiểu 90.000, nói chung là áo liên hiệp em bán cho mấy chị 90.000 hết, màu vải bao đẹp bao xịn giùm em luôn á.
chia sẻ lại giùm em với nha, chia sẻ lại chấm lại giùm em với nha. Màu kem giùm em luôn nè, màu nu á mấy chị, nu hai viền giùm em luôn nha. Ai được comment giùm em nu hai viền bán cho mấy chị với giá 90.000 luôn nè, 58 g đủ rồi. Chốt rất là đẹp luôn nha, chốt rất là xịn sò giùm em luôn á. Mẫu nu nơ luôn nè, có nu nơ luôn nè, nó dễ thương không? Nu nơ, ai được comment giùm em nu nơ 58 g đủ rồi vừa. Phía sau có bao nhúng giùm em luôn nha. Đó, chất đẹp lắm mấy chị ơi, để em đưa một cái cận cảnh cho mấy chị xem chất nha. Ôi không ưng là không lấy tiền luôn á, rất là đẹp luôn. Đây mấy chị coi nè, đường kim mũi chỉ của nó nè, đẹp ghê luôn không? Đó, bao đẹp bao xịn giùm em luôn nha. Hồng, ai lấy comment giùm em mẫu này là mẫu hồng gì giờ ta? Có nút giùm em luôn nè, mấy cái hàng dễ mặc lắm luôn á. Thối đường nào cũng ra hết trơn mấy chị, thối đường nào cũng ra hết trơn. Quần đùi, quần jean, chân váy thì cũng ra hết. Rồi hồng hai bao, ai lấy được mẫu này comment giùm em hồng hai bao đi mấy chị. Cái chị nhìn bên đây mấy chị nhìn thấy không, nó có hai cái tầng giùm em nè, hồng bâu hai tầng nha, hồng bâu hai tầng giùm em, còn thôi hồng hai bâu cũng được, thôi hồng hai bâu đi. Chị nào lấy được mẫu này comment giùm em hồng hai bâu nha, hồng hai bâu giùm em 58 g đổ lời vừa, 40 đến 58 g mặt đẹp nha, hồng hai bâu giùm em. Xe bài giùm em với nha mấy chị ơi, mấy mẫu này dễ thương quá chừng luôn á, cực kỳ đẹp. Rồi qua cúc giùm em nè, ai lấy comment giùm em vàng cúc nha, trên ngực này nó có dây gút nhúng cho mấy chị nè, 58 g vừa nha, 58 g vừa. Hồng vàng cúc, ai lấy được comment giùm em vàng cúc nha, vàng cúc 90.000, 58 g đổi thời vừa. Cái hàng này rất là dễ mặc luôn mấy chị, hàng này rất là dễ mặc luôn, nó có nhiều mẫu nhiều form lắm luôn á. Rồi cái này là xanh cổ ghen giùm em nha, xanh cổ ghen dạng cargo phối cho mấy chị qua cúc như thế này nè, xanh cổ ghen bán cho mấy chị với giá là 90.000 nha, 55-56 g đổi thời vừa. Xanh cổ ghen có màu đỏ cargo luôn nè, chị nào thích đỏ thì lấy đỏ cargo nha. Rồi đỏ cargo giùm em, có mút ngực giùm em nha, có mút ngực ở giữa này có nút giùm em nè, nút bọc vải mấy chị, đẹp ghê luôn không? Đó, nút bọc vải nhìn rất là sang luôn nha. Đó mấy chị nhìn thấy không, bao đẹp luôn. Rồi đỏ cargo, ai được comment giùm em đỏ cargo nha, bán cho mấy chị với giá 90.000 luôn nè. Có mút ngực nha, mẫu này là có mút ngực luôn á. Xe bài giùm em với nha, em lên cho mấy chị một ít cái áo thôi. Đó, hồi hôm có ai coi đầu đuổi lại không, em sẽ lên lại đầu đuổi cho mấy chị nha, đầu đuổi form mới mấy chị. Rồi ai lấy được mẫu này comment giùm em là xanh cổ ghen nha, xanh bao ghen đi, ai lấy được mẫu này comment giùm em xanh bao ghen nha. Tay nó dạng phồng phồng cho mấy chị nè mấy chị, đẹp ghê luôn á. Xanh bao ghen 90.000 một cái nha, 58 g đổ lời vừa. Xanh bao ghen rất là dễ mặc nha, đi học đi làm đi chơi đều được hết nha mấy chị ơi, đi học đi làm đi chơi đi đâu đều được hết giùm em luôn nè. Xanh giùm em nha, xanh cúc nè mấy chị, xanh cúc cái này là xanh vỏ đậu rồi mấy chị, đẹp ghê luôn á. Nó rất là đẹp, dễ thương lắm. Cái này lên form đảm bảo không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn á. Tay lỡ giùm em nè, 58 g vừa nha, xanh cúc. Ai lấy được comment giùm em xanh cúc đi, vải nó rất là mềm mịn, rất là êm, rất là mát luôn á. Xanh cúc nói chung là đủ màu đủ kiểu đủ form hết trơn. Vàng nơ còn cái nè, vàng nơ giùm em nha, 58 g đổi lời vừa. Mấy cái này form cũng ok mấy chị, form cũng như là tầm khoảng form cũng hơi to mà form đó em cảm thấy á, form đó là dễ mặc rồi đó mấy chị, tầm khoảng 5 mấy kg là dễ mặc đó. Rồi mẫu này là mẫu vàng giùm em nha, vàng bao kem giùm em nè, 58 g đổi lời vừa, vàng bao kem. Chị nào có không chịu thì cứ nhắn tin lại comment lại cho mấy chị ơi, comment lại em sẽ lên cho mấy chị nha. Có một cái hồng nè, em lên cho mấy chị ít cái thôi đó, chị nào coi được thì lấy giùm em, còn ít nữa nhưng mà thấy là nó kiểu cái này không hợp gu hay sao, nhưng mà em thấy cái này đẹp rồi chị không mua vậy cũng. Rồi hồng bao ghen giùm em nha, 58 g đổi lời vừa, 90.000 hồng bao ghen đó. Hàng này đảm bảo là không có giảm giá luôn mấy chị, tại vì bán giá này em không có lời nhiều luôn á thầy đó. Cái này là có khoảng 15-20 nghìn vậy hả. Cái này rất là đẹp luôn mà bán giá rất là mềm luôn rồi đó, giá này mà mấy chị đi ra ngoài thử mua là khoảng 140 luôn á là chuyện bình thường luôn mấy chị. Rồi ai lấy được giùm em màu trắng mấy chị ơi, màu trắng giùm em nè, trắng bâu nơ nha, nó trắng có bâu giùm em mà có cái nơ phía trước cho mấy chị nè, nó mặc đi học cũng được luôn nha. Cái này mấy chị phối với chân váy mấy chị đi làm cũng ok giùm em luôn nè. Rồi trắng bâu nơ, ai lấy được comment giùm em trắng bâu nơ nha, trắng bâu nơ 90.000 nè, trắng bâu nơ. Hello bà Trâm nha, trắng bâu nơ giùm em 90.000 thôi nha. Rồi màu xanh, xanh bâu kem giùm em nha, xanh này là xanh đậu nè mấy chị, xanh bao kem 90.000 đồng giá giùm em nha. Xe bài cho em nha mấy chị ơi, xe bài giùm em nha, xanh bao kem có trắng qua cúc luôn nè. Nói chung là nó lộn xộn mẫu hết trơn á,
trắng hoa cúc giùm em nha, trắng hoa cúc giùm em, phía sau có bao nhiêu 58 kg đổi lại vừa, trắng ấy thầm em nha, trắng hoa cúc nha, trắng hoa cúc giùm em luôn, chia sẻ ai giùm em đó nha. Cái này là cái gì đây, không biết cái này là cái gì luôn á. À xanh nơ luôn nè, chị nào lấy được mẫu này comment giùm em xanh nơ nha, dạng nó nhúng nhúng nơ nơ gì cho em. Xanh nơ 58 kg vừa, nói chung là hầu như là form 58 kg không mấy chị, form này thôi mà. Rồi một cái màu này là màu xanh giùm em nè, xanh cargo giùm em nha. Có mức ngược chạy dọc đường này là nó có nút bo bọc vải là giùm em á. Rồi xanh cargo giùm em 90.000, xanh cargo 90.000. Đồng giá luôn nha, đồng giá luôn, chị nào coi được thì lấy giùm em nha. Cái này dễ thương lắm luôn á. Rồi một cái nu nút nha, ai lấy được mẫu này comment giùm em nu nút luôn mấy chị, 90.000 giùm em nha. Nu nút 90.000, 58 kg đổi lại mùi giùm em, vải đẹp chơi á, chất vải cực kỳ xịn luôn. Nó là vải xô hay vải gì đó, không phải vải đuổi mà cũng không phải vải xô luôn, cũng không biết vải gì luôn, nhưng mà đảm bảo vải đẹp. Rồi ai lấy được cầm mẫu này comment giùm em nu hai viền nha, kiểu dễ thương đi học cũng đẹp nè. Rồi nu hai viền rất là dễ mặc luôn, nu hai viền. Mẫu này là mẫu gì đây, nu hai bâu luôn nè, mẫu này là mẫu nu hai bâu giùm em nha, có hai cái bâu cho mấy chị nè. Nu hai bâu, ai lấy được thầm em giùm em nu hai bâu luôn mấy chị, 90.000 đồng giá luôn nha. Nu hai bâu với là cái nguyên một cái nu ghe, nu hai viền, nu bâu với nu hai viền, 190.000 thôi nha, 90.000. Nó ấy được thầm em giùm em đi, giá cực kỳ rẻ luôn á. Rồi mẫu này là mẫu hồng nút nè mấy chị, hồng nút giùm em luôn nha, 90.000, hồng nút 90.000. 58 kg đổi lại vừa giùm em hết luôn nha, 58 kg đổi lại vừa. Rồi mấy chị nha. Rồi mẫu này là mẫu tím giùm em đi, có một cái màu tím duy nhất luôn á, tím giùm em nha. Tím này là tím vừa nha, chứ không phải tím buồn nha mấy chị ơi, 58 kg vừa luôn. Tím, chị nào lấy được thì em nhận tím nha mấy chị. Rồi, lên cho mấy chị vài cái đuổi hôm nè. Nó có nhiều mẫu đó thôi nha mấy chị ơi. Rồi em còn bộ đuổi này nè, nhưng mà đuổi này hàng xịn giùm em nha. Đuổi này là em bán cho mấy chị với giá 100.000 nè, 60 kg đổi lại vừa giùm em nha. Tầm khoảng 52-60 kg mặc đẹp giùm em nha. Bộ phối cũng dễ thương nè mấy chị. Rồi ai lấy được mẫu này comment giùm em là bộ phối nha, lụa phối giùm em nha mấy chị, lụa phối giùm em nha. Khoác kaki sẽ sao vậy? Khoác kaki có chia sẻ ra là có 110.000 hay em ơi. Mua một cái là 120.000, chia sẻ ra là còn 110.000. Mua hai cái là 240 chị miễn xếp luôn nha. Mua hai cái 240 chị miễn xếp luôn á. Rồi bộ phối này có ai lấy được giùm em không mấy chị ơi? Nhìn lại anh mấy chị có 100.000 thôi, đồng giá 100.000 nè. Một kaki là chị bán rất là rẻ luôn đó, có khách khác người ta đang like là 145.000 luôn đó em. Kaki là chị bán cực kỳ, chị cảm thấy chị bán cực kỳ rẻ luôn á, không chỗ nào nó rẻ là được chị luôn á. Chị bán bằng giá sỉ luôn, em thử đi, em chắc em mua đồ cũng thường phải không? Em thử đi ra ngoài em coi là không thể còn chỗ nào bán giá đó luôn á. Ủa đuổi hôm sáng em được nên em nhiều lắm đâu rồi ta. Rồi bây giờ lên đuổi cho mấy chị nha, nó có lên không, có lên á thì chị sẽ lên lại cho em coi luôn nè, chị mới sơn nguyên qua luôn á, nhưng mà chị lên đuổi xong rồi chị lên lại cho em buổi sáng mới được đuổi đây đâu ạ. Lên đuổi nha, lên đuổi thì chị quay qua, nếu mà em lên áo khác luôn á thì thằng em lại đi rồi chị sẽ lên áo khác cho em đuổi nha. Đuổi cũng đẹp lắm nha, đuổi rất là xịn sò luôn á, mà bán có 110 luôn á chị, đuổi xỉu thằng em nha. Đuổi này là đuổi xỉu luôn á, 110.000 thôi, giá cực kỳ rẻ, rất là rẻ luôn, hàng rất là xịn mà rất là rẻ. Ôi mua rồi thôi. Rồi bây giờ lên đuổi nha, chị nào lấy được bánh mì có lấy áo khoác không, lấy áo khoác thì comment lại đi, chị lên tầm khoảng mười mấy bộ đuổi rồi chị sẽ quay qua áo khoác lại cho em luôn nha bánh mì ơi. Đó, ai lấy cái gì thì cứ comment nha, sẽ lên cho mấy chị luôn nha. Rồi bộ đuổi bán cho mấy chị với giá 110.000 luôn nha. Đuổi cái này là chất lụa giùm em nha mấy chị ơi. Phía bên hông này là có hai nút giùm em nha mấy chị, dễ thương nha. Bán cho mấy chị với giá 110.000, 52 kg đổi lại vừa giùm em nè. Hồng bi, ai lấy được mẫu này comment giùm em hồng bi nha, có hai cái dọc nút cho mấy chị kiểu cũng dễ thương nha. Hồng bi 110.000, 50 kg, 52 kg đổ lại ok giùm em nha. Quần chính tóc giùm em nha mấy chị ơi, quần chính tóc nè, ai coi được thì lấy giùm em nha. Rồi hồng bi giùm em nha, chị nào lấy được comment giùm em hồng bi 110.000 thôi nha, 110.000 giá rất là ok luôn mấy chị ơi. Hồng giùm em nè, cái này là màu cam đảo mấy chị, chạy dọc đường này nó có dây kéo phía sau nè, mấy chị biết rồi đó, hàng mà có dây kéo phía sau nè, hàng này mấy chị mua bên ngoài khoảng 145-160 luôn mấy chị. Đó, giống như là một cái set bộ luôn rồi đó mấy chị, rất là đẹp luôn nha.
Rồi ai recommend giùm em là mẫu này là mẫu cam đào á, cam bao gan giùm em nha, cam ghe bao gan đi, cam bao gan giùm em nha, 110.000 thôi nha, dễ thương lắm, mấy chị có khóa kéo hay sao giùm em luôn nè. Cam bao gan quần chín tấc giùm em nha, mặc cũng rộng rãi thoải mái, mặc ở nhà cũng được, đi làm đi chơi đều được hết. Rồi hồng bao gan nè, bà bánh mì có lên không bà bánh mì ơi, comment để tôi biết để tôi coi tôi có lên không á. Chia sẻ like giùm em với nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em cho em có tương tác với nha. Rồi mẫu này dễ thương nè mấy chị, một cái màu bò giùm em nha, bò cổ của nó là dạng cổ vét cho mấy chị, nói mấy chị nhìn sang ghê không, mặc đi đám thì kia cũng được luôn nha, dạng cổ vét nè, bên hông này có cái nơ cho mấy chị nào buộc được nè. Rồi ai lấy được mẫu này comment giùm em bò nơ nha, bò nơ giùm em nha mấy chị ơi, bò nơ 58kg đổ lợi vừa nè, 58kg đổ lợi vừa, bò nơ 110.000 thôi nha, quần chín tấc giùm em hết, mấy cái mẫu này là toàn là quần chín tấc mà, cái nào quần dài thì em sẽ nói cho mấy chị, nhưng mà hầu như đuổi là quần dạng quần chín tấc nhiều hơn á. Nó ai được thì em đi, 110.000 giá rất là rẻ. Rồi mẫu em đang mặc nha, mẫu em đang mặc là vàng ghen giùm em nha mấy chị, vàng ghen giùm em nè, tay dạng tay cánh tiên nè, đó mấy chị nhìn không, phía dưới này nó có ghen nè, nó phía dưới này có ghen nè, nói chung là tầm khoảng là 40 đến khoảng 50 58kg là vừa nha. Em thì em có 40kg nên mặc hơi rộng, nhưng mà cũng rộng được chứ không có phải rộng giống như cái mùng. Nó vàng ghen, ai lấy được mẫu em đang mặc thì comment giùm em vàng ghen nha. Còn mẫu này là hồng ghen giùm em nè. Cái nút mấy chị có thể gỡ được giùm em nha, cái nút mấy chị có thể gỡ gài ra và vô được giùm em á. Hồng ghen giùm em nha, màu này cũng ngọt mấy chị, 110.000 giùm em nha, 58kg đổ lại vừa. Dưới phần bâu này mấy chị, phần lai này mấy chị có viền ghen kiểu giùm em á. Rồi hồng ghen, ai lấy được comment giùm em hồng ghen nha, 110.000 cùi chín tóc luôn, giá siêu mầm non luôn nha. Hồng ghen, hồng ghen, ai lấy được comment giùm em hồng ghen nha, 110.000, giá siêu rẻ, siêu đỉnh luôn á. Rồi mẫu này là mẫu kia, mẫu thì ta hồng phấn nha, màu này là màu hồng phấn giùm em nè, cổ vét bên hông thì có nơ giùm em luôn nha, hồng phấn nơ, ai lấy được mẫu này comment giùm em hồng phấn nơ đi mấy chị, 110.000 luôn nha, hồng phấn nơ giùm em nè, chia sẻ like giùm em đó nha. Đó, mấy mẫu này đẹp đẹp không, màu quần chín tóc nha, đó, ai lấy được comment giùm em hồng phấn nơ 110.000. Xe bài cho em đó nha, xe bài giùm em đó nha, giá này là đẹp quá luôn. Rồi ai lấy comment giùm em hồng phấn nơ, hồng phấn nơ giùm em luôn. Mẫu này là mẫu gì đây, mẫu này là mẫu hồng, hồng dâu giùm em, không biết kêu bằng hồ gì luôn á, hồng dâu giùm em nè, cổ vép bên không có nơ nha, hồng dâu nơ, ai lấy được mẫu này comment giùm em hồng dâu nơ với mấy chị, 110.000 luôn, hồng dâu nơ giùm em, màu cũng đẹp nha. Chia sẻ like giùm em với nha mấy chị ơi, quần chín tóc mặc rộng rãi thoải mái, chất đuổi này nha mấy chị, là hàng đuổi Thái á, nó có cảm giác là giống như là kiểu là đuổi mà nó có độ co giãn đó mấy chị, nó có co giãn nhẹ nên mấy chị mặc cũng thoải mái luôn á, mấy chị hoạt động này kia rất là thoải mái. Rồi mẫu này là mẫu gì đây, mẫu này là dạng có tay giùm em nha, có dây kéo phía sau luôn rồi mấy chị, nhìn thấy không, nhìn có dây kéo, nhìn cái bạ đồ là mấy chị biết hàng sang hay không sang liền rồi đó mấy chị. Đó, có dây kéo phía sau giùm em, có bâu giùm em luôn, dạng ghen giùm em luôn nha, tay lại lỡ giùm em là mấy chị, đẹp giùm em nha. Rồi mẫu này ai lấy được mẫu này thì comment giùm em là cam ghen nha, cam ghen giùm em, cam cổ ghen đi không, mẫu này là cam kiểu đi thôi, comment giùm em cam kiểu nha, tay lỡ cho mấy chị nè, tay lỡ 110.000 luôn, mấy chị mặc đi đám cũng được luôn nha. Cái này thậm chí mấy chị mà mặc giống như kiểu mình đi du lịch này kia, mấy chị mặc vẫn được luôn á. Nói chung là đuổi rất là dễ mặc, đuổi với xét á, đuổi với xét này rất là dễ mặc luôn, 110.000. Ai lấy được mẫu này comment giùm em là cam kiểu giùm em, cam kiểu 110.000. Ủa còn một cái đỏ là mất tiêu rồi ta, một cái đỏ nữa, cái đỏ đô nhìn cũng dễ thương lắm mấy chị, đỏ đô mất tiêu à, còn một cái đỏ đô, không phải, còn một cái đỏ đô nữa nhưng mà nó đâu không biết nữa, chia sẻ like giùm em đó nha, còn một ít thôi. Rồi mẫu này cũng dạng cổ vét cho mấy chị luôn nè, nó màu cam đào giùm em nha, dạng cổ vét bên hông này là nó có một cái này nè mấy chị, không biết kêu bằng cái gì luôn á, dạng kiểu như nè. Rồi ai lấy được comment giùm em là cam kiểu nút nha, cam kiểu nút giùm em đi mấy chị, đây có cái nút chạy dọc hai bên này cho mấy chị, bên hông này là có cái kiểu giùm em đó, dạng như cổ vét gì đó, nhìn dễ thương lắm. Rồi ai lấy comment giùm em là cam nha, màu này là màu cam đào nè. Rồi cam kiểu giùm em nha, cam kiểu nút giùm em, 110.000, cam kiểu nút 110 đồng giá cho mấy chị luôn á. Mẫu này là màu cam, hầu như là màu cam nhiều mấy chị ơi,
Màu này là màu cam đất giùm em nè. Đây màu cam đất, màu này cũng đẹp giùm em nha. Đây là tay lỡ giùm em rồi mấy chị. Phía trước là cây cổ nó như thế này nè. Nó phía trước là cái cổ dạng gì nha. Mấy chị dơ lên nhìn là mấy chị nhìn biết rồi. Rồi cam đất, ai lấy được mẫu này comment giùm em cam đất nha. Mặc lên trắng da em luôn á. Cam đất, ai lấy được comment giùm em cam đất 110.000 luôn nha. Giá cực kỳ rẻ luôn mấy chị ơi. Xe bài giùm em với nha. Quần này là quần dài giùm em nha. Chị nào mà trên 1m, khoảng 1m57 là bắt đầu là quần chín tóc đó mấy chị ơi. Rồi ai lấy comment giùm em cam đất. Chị nào dưới 1m57 thì mặc quần dài, còn trên 57 thì là mặc quần quần ấy giùm em nha, mặc quần quần chín tóc giùm em. Nó tại vì mấy chị cao quá nên đấy, dòng người muốn cao không được, còn dòng người cao quá trời luôn á. Hình như em lấy hai bộ này thì sao, em còn hai bộ này cái gì mấy chị ơi. Rồi mẫu cam giùm em luôn nè, cam đào giùm em nha, cam đào nơ, ai lấy được comment giùm em cam đào nơ mấy chị. 110.000 giùm em thôi nha. Xe bài giùm em nha mấy chị ơi, cam đào nơ giùm em nha. Nó quần chín tóc cho mấy chị luôn, rộng rãi thoải mái mặc bao em luôn. Nó chị nào lấy được thì lấy nha, chia sẻ là ai giùm em mấy chị ơi. Mấy mẫu này thì dễ mặc nè, nó không phải mặc lên quần cũng dễ thương mà kiểu cũng đơn giản cho mấy chị. Rồi mẫu này giùm em nha, mẫu này là mẫu cũng cam đào luôn nè mấy chị, cam đào giùm em nhưng mà tay gan thì nhầm người lại kêu bằng hồng đất á mấy chị, nhầm người lại kêu bằng hồng đất nên em cũng không biết có kêu màu gì nữa, em cứ kêu cậy cam đào luôn á. Nó nhãn tay gan cho mấy chị nè, kiểu cũng đẹp nha. Rồi cam tay gan ấy được mẫu này comment giùm em cam tay gan, cái thai nhìn nó phối phối nhìn mấy chị, cam tay gan giùm em nha. 110 58kg đổ lại hết 10 giùm em nha, đuổi là 58kg đổ lại, nó gọng gãi thoải mái mặc bao em luôn. Rồi ai lấy được comment giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nha, chia sẻ like chống hài giùm em á. Nó còn mấy cái sơ mi này nè, sơ mi này thì cũng 90.000 nè, chị nào coi lấy được thì lấy nha. Mấy dạng sơ mi này thì sang đi oi nha, em có đỏ, có vàng, có trắng, có ru xì luôn. Nó chị nào mà chịu mấy áo kiểu giống như là áo sơ mi dạng này á thì comment em sẽ lên luôn nha. Nó chất lụa bao mềm bao mát cho mấy chị luôn nha, bán cho mấy chị với giá 90.000 thôi nha, giá rẻ luôn á. Rồi ai lấy được mẫu này comment giùm em vàng đi oi đi, nó có đỏ đi oi, trắng đi oi, trắng ru xì với trắng nờ y luôn nha. Nó mấy chị mặc đi làm cũng được luôn, mấy chị nhìn sang luôn á. Vàng đi oi nha, ai lấy được comment giùm em vàng đi oi nha, vàng đi oi cho mấy chị luôn. Xe bài giùm em nha, xe bài chấm bài giùm em mấy chị, hàng rất là dễ luôn. Đó, giá này là giá rất tình mềm luôn, nó rất là mềm cho mấy chị luôn. Chúc em lên bộ bộ thun quần dài hả, thun cô tông hả chị, thun cô tông hả, hết ngày rồi em lên luôn nè, hết ngày rồi em lên luôn nè. Đó, em định lên quần lửng mà thôi, em sẽ lên cho chị quần dài để cho chị lựa xong luôn. Rồi có cam ghen nè, ai lấy không biết chị ơi, lụa tay ngắn quần dài 139.000 hai bộ nè, 40-60kg mặc được nè. Chị nào lấy không lấy thì em sẽ lên đưa cái mẫu cho mấy chị coi luôn. Rồi hồng ghen giùm em nãy chị kia hỏi mà chứ không lấy. Ai lấy được comment giùm em nha, xe bài giùm em mấy chị. Còn bộ này là 39.000 nè, bộ này là 39.000 nè, còn có 3 bộ thôi, 39.000. Chất lụa mà quần lửng giùm em nha, nhưng mà quần của nó không có túi, là em 39.000, còn em sale cho mấy chị giá kỳ sốc luôn đó. Rồi màu này là sọc xanh giùm em nha, xanh đen đó mấy chị, xanh đen sọc giùm em nè, bán cho mấy chị với giá 39.000. Chất lụa quần lửng giùm em, quần lửng không có túi nha mấy chị ơi, không có túi thì giá nó mới rẻ nha, nhưng mà giải cũng đẹp cũng êm, mà ở nhà này kia đồ đủ luôn á, mà lịch sự nữa, nhà có khách này kia là mình không sợ luôn á. Rồi đỏ giùm em nè, ai lấy được comment giùm em đỏ 39.000 nha, đỏ 39.000 giùm em luôn nè. Xe bài giùm em với nha, đỏ 39.000, nào lấy được comment giùm em nha, chia sẻ like giùm em với nha. Rồi mẫu này là mẫu hồng giùm em luôn nè mấy chị, hồng 39.000 luôn nha, chất lụa giùm em, quần lửng bán 39.000 là biết rẻ đó, dạng khối lưu xì cho mấy chị nè. Hồng ai lấy comment giùm em hồng 39.000 nha. Đó mấy cái này thì 39.000 giùm em. Dạng thun là em còn mấy cái này nè chị ơi, dạng thun là em còn mấy cái này nè, thun là 100.000 bộ giùm em nha, thun là 100.000 bộ, thun là 100.000 bộ, nên chị nào coi lấy được thì lấy giùm em nha, chia sẻ like giùm em nha. Có một cái bàn nờ y nãy quần lửng nè, thun là thun này là thun thái nè, thun cô tâm thôi nè, nhưng mà em sẽ bán cái chị với giá 100.000 luôn á. Đó chị nào coi lấy được thì lấy giùm em nha. Cái này thun là mặt cậu gãi thoải mái giùm em luôn nha, em bao cho mấy chị từ A tới Z luôn á, nếu mà hàng này mấy chị mặc cái gì cũng chịu luôn trơn á, rất là dễ.
mà nhìn cái form của nó cũng êm nữa. Cái thêm này nó to giãn lắm mấy chị, mấy chị mặc lên cũng rộng rãi thoải mái. Em còn một bộ ngố NY nè, vàng NY có ai lấy không? Có chỉ là bán có 80.000 thôi mấy chị. Hồng nè, vàng NY nè, nó mẫu này nó có màu hồng luôn nha. Vàng NY 80.000 giùm em nè, 40 đến 60 kg 10 giùm em nha. Ai lấy comment giùm em vàng NY hung hái giùm em nha. Có thể được comment giùm em muốn chơi xe bài giùm em với nha. Rồi em lên khung nè. Khung này nha, khung này là em sẽ bán cho mấy chị với giá 100.000 nha, cũng hung thái luôn nè. Nhưng mà nhận tay ngắn quần dài giùm em, mẫu cũng dễ mặc lắm luôn á. Rồi bao đẹp cho mấy chị. Màu này giống như là màu tím của dền như mấy chị. Màu này chứ lên bộ đẹp thì em luôn nha. Rồi ai lấy được mẫu này comment giùm em tím chữ ký nha. Tím chữ ký giùm em, bộ dễ thương ghê á. Đó, dạng cũng áo gọn màu quần ôm á chị, quần ôm sát luôn á. Em nói là chị Thanh Nguyên biết không? Giống như dạng cái bộ xanh đậu mà em gửi cho chị á. Cái quần nó ôm sát người nhưng mà áo nó hơi gọn á, nhìn mặc dễ thương lắm. Rồi ai lấy comment giùm em tím đi, tím chữ ký giùm em đi. 55 kg đổ lời vừa giùm em nha, tím chữ ký 100.000 nha, thun thái giùm em. Chị nào lấy được comment giùm em với chị tím chữ ký nè, bán cho mấy chị giá rẻ nè. Cái này rẻ lắm luôn rồi đó, cực kỳ rẻ. Thun thái là bao đẹp, nói chung là thun thái này em giao rất là êm luôn á. Rồi mẫu này giùm em nha, hồng phu ma. Ai lấy được comment giùm em hồng phu ma nha, 55-56 kg đổ lời vừa giùm em hồng phu ma. Màu hồng này cũng ngọt nè chị, màu hồng này cũng ngọt cũng đẹp giùm em nha. 55-56 kg vừa hồng phu ma, gì nào lấy được comment giùm em nha. Hồng phu ma 55-56 kg vừa 100.000 giùm em, 100.000 đồng giá luôn. Có em nha, áo khoác đi nắng em, áo khoác đi nắng đi size nhỏ thì còn mấy size này nè. Đợi xíu chị lên cho chị này rồi chị sẽ lên cho em luôn nha. Có áo khoác đi nắng luôn á, chị đang sale 90.000 nè, con mua được thì mua nha, chỉ còn một ít thôi nè. Rồi mẫu này giùm em nha, màu ghiêu giùm em nè. Màu này là màu không phải là màu ghiêu mà kêu màu gì không biết kêu luôn mấy chị ơi. Giống như là kiểu là xanh mạ gì á mấy chị. Không biết kêu màu này màu gì lên đây, nhưng mà em kêu màu ghiêu này, nhưng mà thật sự không phải là màu ghiêu. Rồi ai lấy được mẫu này comment giùm em ghiêu chữ ký nha, ghiêu chữ ký giùm em đi. Áo rộng quần ôm giùm em nha, 55 kg, 55-56 kg mùi giùm em nè, ghiêu chữ ký. Ai lấy được comment giùm em ghiêu chữ ký 100.000 bộ luôn nha, cô Tâm. Thì nào lấy được comment em, nó còn một ít thôi, bán giá rẻ luôn nè. 100.000, không cô Tâm làm gì mấy chị ra ngoài mua được. Hàng cô Tâm mà dạng là cô Tâm bình thường đó nha, cô Tâm bình thường mấy chị đi ra ngoài mua cũng khoảng 101-102 đó mấy chị. 101-102 đó, hàng bán như này luôn đó. Rồi mẫu này là hồng Adidas giùm em nè, hồng Adidas giùm em. Ai lấy được comment giùm em nha, hồng Adidas 58 kg đổ lời vừa giùm em nha, hồng Adidas 58 kg đổ lời vừa 100.000, nó đồng giá 100.000 luôn á, giá nhớ rẻ. Cái gì nhớ không, hàng này hôm bữa em về em vẫn là 101 luôn mấy chị. Hàng này hôm bữa em về em vẫn là 101 luôn á, mà bữa nay em bán còn 100.000 thôi đó. Chị nào coi được thì lấy giùm em nha, xe bài giùm em á. Rồi có màu hồng chữ ký luôn nha mấy chị, hồng này là dạng hồng phấn giùm em nha. Hồng chữ ký, 55 kg đổ lời vừa nè. Ai lấy được comment giùm em nha, hồng chữ ký giùm em luôn. Màu hồng này nó hơi sáng. Chị nào giống như là kiểu là chị nào mà trắng da mặc cũng đẹp, mà nước da ngâm mặc cũng được luôn. Màu hồng này dễ mặc à, chứ không có khó mặc đâu. Hồng chữ ký giùm em luôn, 100.000 đồng giá luôn nha. Hồng dâu chữ ký nha, ai lấy được cái này thì comment giùm em hồng dâu chữ ký nè. Mẫu này là hồng dâu nè, hồng dâu thì nhìn cute không mấy khoe. Hồng dâu chữ ký 55 kg đổ lời vừa 100.000 đồng giá. Xe bài giùm em với nha. Và tiên chương đợi cái nha, đợi chị cái nha. Chị lớn này cho chị này xong rồi chị cứ lên. Cô Tâm cũng còn một ít ha, cô Tâm cũng chỉ còn một ít ha, chứ cũng không có còn nhiều lắm chị ơi. Cái tím luôn nè, có chị nào lấy được giùm em không? Tím Adidas nha, 58 kg đổ lời vừa. Tím Adidas 58 kg đổ lời vừa. Xe bài giùm em với nha mấy chị ơi, xe bài giùm em với nha. Tím Adidas 100.000 luôn. Chị nào lấy được comment giùm em, nó còn một ít nè, bán cho mấy chị với giá này luôn á. Tầm khoảng mười mấy 20 bộ nữa em hết luôn. Màu đỏ này cũng dễ thương nè. Màu đỏ này là dạng đỏ đô nha. Chị nào thích tông đỏ thì lấy, nhưng mà tông đỏ này cũng không có sáng lắm đâu mấy chị, đỏ đô mà. Đỏ phu me giùm em nè, 55-56 kg vừa. Đỏ phu me hung co giãn giùm em nha, mặc êm lắm, không đổ lông giùm em, không đổ lông không nhanh giùm em luôn á. Rồi ai lấy comment giùm em là đỏ phu me, đỏ phu me giùm em. Xe bài cho em với mấy bè ơi, đỏ phu me. Cái màu hồng dâu không biết kêu hồng dâu này nữa nhiều luôn á.
Rồi, hồng cẩu tiêm nha, hồng cẩu tiêm giùm em 58 mg đỡ lại vừa luôn nha quý chị, hồng cẩu tiêm. Đó, cái này cũng dễ mặc ha, chị nào bự thì nó sẽ giãn ra, còn chị nào nhỏ thì nó ôm sát người á. Cái mấy dạng thun này dễ mặc mà. Rồi, hồng kumé, hồng cẩu tiêm chứ, hồng cẩu tiêm giùm em, hồng cẩu tiêm 139 ngàn, ủa 100 ngàn, 100 ngàn, 100 ngàn làm giá giùm em, 100 ngàn thôi giá rẻ. Rồi, mẫu này là mẫu vàng giùm em nha, có một bộ vàng duy nhất luôn á, vàng. Chị nào lấy được comment giùm em vàng nha, vàng giùm em 58 kg đổi lại vừa nha, vàng. Ai lấy được comment giùm em vàng. Toàn bộ chữ của nó là có thiêu giùm em hết rồi nha mấy chị ơi. Mặc rộng rãi thoải mái thơm bao yên luôn, vàng. Ai lấy được comment giùm em vàng đi. 58 kg đổi lại vừa, vàng có một cái tím nha. Không biết tím này là tím gì. À tím phối nha mấy chị, ai lấy được giùm em không? Tím phối giùm em nha, 100 ngàn luôn nè. Ai lấy được comment giùm em tím phối 100 ngàn. 58 kg đổ lại vùi giùm em nha, tiếng khói. Ai lấy được comment giùm em tiếng khói đi. 58 kg đổ lại. Đó. Chất này là chất cô tông, mặt mát, co giãn thoải mái, dễ chịu giùm em. Phơm là bao em nha, phơm thì không phải nói nhiều luôn á. Rồi, một cái hồng dâu phu me luôn nè. Ai lấy được mẫu này comment giùm em hồng dâu phu me nha. Hồng dâu phu me 100 ngàn thôi nha, 100 ngàn luôn á. 55 kg, 55-56 kg mùi giùm em hết. Hồng dâu phu me. Có mấy kiểu này cũng đẹp ha, mấy cái kiểu này cũng dễ mặc nè chị. Mấy cái này là em đảm bảo luôn cái chị mà không bị đổi thời luôn nha. Mấy cái này dễ mặc lắm luôn á. Đó, còn vài cái nữa em sẽ qua cái khác cho mấy chị nha. Em sẽ lên cái áo khoác cho bà Tiên Chương coi nha. Rồi đen vịt giùm em luôn nè. Đen vịt 55-56 kg bùi giùm em nha. Đen vịt 55-56 kg bùi. Đó, dạng ôm thun, co giãn. Nhưng mà dạng cũng vừa phải thôi nha. Cầm lên cái vải thì chị sẽ rất là ưng. Cầm lên cái vải là mát lạnh luôn á. Rồi ai lấy thằng em đen vịt. Đen vịt 100 ngàn thôi nha, 100 ngàn đồng nhé. Màu này là màu xám chì giùm em nè mấy chị. Xám chì chữ ký nha. Ai lấy thằng em giùm em xám chữ ký đi. Màu của nó là màu xám chì á. Xám chữ ký giùm em. 55 kg đổ lại vừa nha. 55 kg đổ lại vừa. Xám chữ ký nha. Xám. Màu này là màu xám ngã ngã sang màu hươu quá mấy chị, ngã ngã sang màu hươu giùm em một xíu. Đó, xám nhưng mà ngã ngã sang màu hươu giùm em một xíu. Lấy được comment nha. Giá này rẻ lắm rồi, cực kỳ rẻ luôn. Có hồng Adidas nè, 58 kg đổ lại vừa. Hồng Adidas, hồng phấn Adidas nha. Hồng phấn Adidas. Đó, phơm dài em chỉ còn có nhiêu đó là phơm nhỏ thôi đó, nên mấy chị coi được thì mấy chị lấy nha. Còn lại là toàn phơm lớn luôn hả, phơm kia là tới khoảng là 60-65 kg thân luôn á, nó hơi to một xíu. Anh chị nào mà bự người thì mới lên phơm đó, còn bình thường thì em sẽ lên cho mấy chị cái phơm này hả. Phơm này là dạng phơm tầm trung của mấy chị cũng dễ luôn á. Rồi cam đào có ai lấy giùm em không? Một cam đào dễ thương nè, cam đào. Ai lấy được comment giùm em cam đào nha. 55 kg đổi lại vừa, 55-56. Nó thun mà mặc rộng rãi thoải mái, đi làm đi chơi cũng được, màu dễ thương giùm em nha. Cam đào vải mềm đúng không, mềm mịn lắm, hàng thun mịn mứt luôn á chị. Rồi cam đào giùm em 55 kg đổi lại vừa. Rồi đó, em còn như đó rồi, coi được cái nào thì lấy giùm em nha. Cái đen này là đen gì đây, có đen phu me luôn nè. Phu me nó có đủ màu luôn nha mấy chị ơi, đen, hồng, vàng, cam gì có đủ hết luôn nha. Phu me á, nó phu me là full màu luôn á, chị nào coi lấy được thì lấy nha. 100 ngàn thôi. Nhé, cực kỳ dễ luôn đó. Rồi áo khoác chống nắng là chị còn mấy cái này nè. Chị coi chị còn màu nào nha. Em thì chỉ mặc được XL thôi nè. Em thì chỉ mặc được XL thôi nè. XL bây giờ chị còn 3 màu. XL là chị còn 3 màu nha em ơi. Coi được thử thọ giùm chị nha. Áo khoác chống nắng giùm chị nè. Đó, làm khẩu trang được, làm bao tay được luôn nha. 100 bán đang sale 90 ngàn nha. Hay lấy được comment giùm em nha. Mùa này mấy chị mặc cái này là bao tiện lợi cho mấy chị luôn á, rất là dễ mặc luôn mấy chị. Đó, ai lấy được comment giùm em nha. Xe bài giùm em mới nha mấy chị ơi. Xe bài giùm em mới nha. Sống này cho em xuống ai quá. Tới lên hàng satin 3D cho mấy chị với áo kiểu kia luôn nha. Đó, tới lên hàng satin 3D với áo kiểu kia. Khoác chống nắng giùm em nha mấy chị ơi. Khoác chống nắng nha. 90 ngàn thôi nha. Đang sale cho mấy chị 90 ngàn luôn á. Nên bài nào coi được thì lấy giùm em nha. Xe bài chấm bài giùm em mới nha. Đó, dạng này nè mấy chị nhìn không, kéo lên mấy chị làm khẩu trang được giùm em luôn nha. Kéo lên làm khẩu trang được giùm em luôn nha. 90 ngàn thôi. Ủa sao tự nhiên cái quay qua 110 không biết hiểu lên gì luôn á. Rồi ai lấy được comment giùm em đi mấy chị ơi, chống nắng giùm em nha. Đây tay có sọ ngón giùm em luôn nè.
tay có sọ ngón giùm em như thế này nha. Mấy chị chạy xe, mấy chị đi ngoài nắng thì mấy chị làm gì giùm em nha, bỏ vô gì. Nếu mà trường hợp mình nghe điện thoại hay là mình mua đồ gì, mấy chị là mấy chị gỡ ra như gì cũng được nha, không cần phải gỡ bao tay nên nó rất là tiện. Nếu mà mấy chị đi ban ngày á, đi mà kiểu trời trời ban ngày hay là trời mưa hay là trời gì đó mà mấy chị không muốn dùng bao tay thì mấy chị nhét nó vô đây giùm em nè. Mấy chị nhét kỹ thì nó không có bị cựa cọm lên hả mấy chị, rất là tiện luôn nha. Mấy chị kia nhét kỹ lại giùm em nha, nhét kỹ lại giùm em thì nó ra cái như gì nè mấy chị, là mấy chị có thể đi bình thường luôn á đó. Mấy chị nhìn thấy không, nó rất là tiện giùm em luôn. Túi là có khóa kéo giùm em nha, túi có khóa kéo, túi trong đầy đủ giùm em luôn. 90.000 thôi nha, mẫu này là em còn. Mẫu này XL, em là nhỏ nha. Em là nhỏ nên em mặc cỡ chị nha. Là khoảng XL là cái hôm này nè, nó còn 3 màu dùm chị nha. Xanh đen, màu xám với màu tím nha, còn 3 màu. Đó, một là em lấy mấy cái màu này cũng dễ mặc. Xanh đen, tím với xám. Xanh đen với tím với xám nha. Còn 2X là em còn nhiều màu nha. 2X là em còn nhiều màu luôn á. Nên chị nào coi lấy được thầm em người em nha. 2X là khoảng tầm khoảng là 65-66kg đổ lại thì em còn màu xám nè. 2X em còn màu xám nè. Đó, chị nào lấy được comment giùm em nha. Xanh đen giùm em luôn nè, xám xanh đen. Có 90.000 thôi nha. Màu bò giùm em, màu bò màu vàng luôn nha. Xám nè. Ờ, 2X là tầm khoảng 50 mấy á. 50 năm tầm khoảng 50 55 đến khoảng 63. 65-66kg là vừa. Còn phơm nhỏ là chỉ còn có 3 màu thôi, màu tím, màu xanh đen với màu xám nữa hả. 90.000 một cái nha, cực kỳ rẻ luôn á, cô tâm. Túi rất là sâu luôn á, túi bên trong rất là rộng giùm chị luôn á. Túi bên trong rất là rộng, túi có khóa kéo đàng hoàng giùm chị luôn, cũng dễ mặc cũng luôn á, chứ không có khó mặc đâu. Mà có 100 có 90.000 hả. Hàng này mà đi ra ngoài thử bên ngoài mua đi là sẽ biết cái giá như thế nào, ít nhất cũng phải 140-160 á, tại vì hàng này là dạy cô tâm mà. Nó để sĩ còn khoảng 140 nữa mấy chị, để sĩ là khoảng 140 hay 135 gì vậy đó. Đó chứ hàng này không có hề rẻ luôn á, rất là mắc luôn á. 90.000 nha, em bán cho mấy chị 90.000 luôn. Em còn tầm khoảng 7 cái em hết, em bán cho mấy chị với giá 90.000 luôn á. Rồi đó, có chị nào lấy cái gì nữa không mấy chị ơi, có lấy gì nữa không mấy chị, lấy gì thì mấy chị cứ comment nha. Không thì chắc em xuống ra á, tối nay mai tiếp cho mấy chị nha. Em chủ yếu ra được cũng mấy chị thì nhiều hơn, tại vì đất này nó đang dạng bảo quà á mấy chị, nó cũng có dầm dầm có nhiêu đó này, nên nhanh dạng bảo quà thôi. Cũng em cũng ngại mua lấy đồ thêm đó. Với thêm tình hình dịch bệnh nhẹ nên lấy đồ rất là khó luôn, lấy đồ nó rất là khó luôn. Chủ yếu thì người ta thì là người ta cũng nai lại cho mấy chị hàng cũ nè, nhưng mà giống như kiểu là người ta lấy trước đây nhiều quá, người ta lên nên người ta like lại hàng cũ mấy chị khó nhận ra. Nói chứ thật ra bây giờ bị đóng băng lắm luôn rồi, không ai có hàng mới hết trơn mấy chị, còn là hàng cũ. Nói chị nào lấy được comment giùm em đi, share bài giùm em đi nha. Nói giá em bán cho mấy chị giá mềm lắm luôn rồi đó, cực kỳ rẻ, đảm bảo mấy chị mua bên ngoài không được cái này luôn á. À em có màu ghiêu phối luôn nè, chị nào lấy được thì em ghiêu phối không, cô tâm 58kg đổ lại vừa nên ghiêu phối. Em còn ghiêu phối với tím phối nha, 100.000 nha, 100.000 đó, thun thái cô tâm gì đủ thứ cho em luôn nè. 100.000 thôi, 58kg đổ lại mặc vừa, rộng rãi thoải mái đó. Có chị nào đến gì không mấy chị ơi, cứ comment đi mấy chị ơi. Có chị nào đến cái gì không cứ comment đi, em sẽ lên cho mấy chị nha. Sẽ like gì em nha. Còn dạng này nè, dạng này nãy em định lên cho mấy chị nhưng mà chắc tối mới lên quá, tối lên chung với hàng satin 3D luôn nha. Em định lên cho mấy chị 2 bộ nè, với giá 215.000 nè. Có chị nào mua không? Có chị nào mua thì comment đi, dạng lửng giùm em luôn nha. Dạng lửng, có chị nào mua thì comment đi, em sẽ lên cho mấy chị luôn. Lửng. Mẫu này là đơn giản nha, cổ biêu me giùm em nè. Biêu ma, cậu biêu ma dạng biêu ma cách tân á, có 115.000, tính ra bộ chưa được 70.000 luôn chứ. Sao 7.000 hay gì đâu, sao 7.500. Nó ai được thằng em em đó. Mấy cái này là bán cho mấy chị với giá 115.000 hai bộ luôn á. Mấy chị chịu thì em sẽ lên cho mấy chị luôn. Hàng này là rẻ đẹp, chất này là chất lụa hàng dùm em, quần có túi luôn mấy chị. Nó dạng này nè, 115.000 hai bộ quần lửng nè. Có ai lấy không, có ai lấy thì comment đi, em sẽ lên cho mấy chị. Còn không thì chắc xuống like á. Đó, chị mấy chị nào hỏi em á, lên mấy cái kia có chị nào ưng không, ưng thì lấy, còn không ưng thì chút xuống like luôn á. Lên 2-3 bộ này nữa rồi xuống like.
màu cam đào viền dùm em nè, nó là dễ thương không, buồn lửng 58-60 kg đổi lại là vừa dùm em hết, mà chỉ có 115.000 hai cái mấy chị, tính ra một cái chỉ được 70.000 nữa nha mấy chị, mua rất là ngợi hơn so với bên ngoài rất là nhiều luôn nha. Chất này là chất lụa hàng, gồm có túi hàng hoàng dùm em luôn đó. Cái này dễ mặc mà, dạng xanh dây nè, xanh dây này dùm em nha, nó dạng dây mấy chị có thể điều chỉnh dùm em, phía trước nó có nơ cho mấy chị có thể điều chỉnh theo cái phần vai của mình đó. Co giãn em lắm, vải này là vải lụa nhưng mà có cảm giác là nó có độ co giãn nhẹ mấy chị. 115.000 hai bộ là giá rẻ bèo bèo thôi đó, giá thực sự rất là rẻ luôn, 115.000 hai bộ mà chất lụa đó mấy chị, mua sỉ còn chưa được nữa mấy chị, nói gì tới việc mà mấy chị mua rẻ, mua sỉ là tầm khoảng 5-10 bộ trở lên, mà giá yên tâm đi, giá cũng khoảng 8 mấy 9 mấy luôn mấy chị, chứ không có được cái giá này luôn á. Nó đỏ hai nơ dùm em nè, kiểu cũng dễ thương nha, đỏ hai nơ. Hello chị Vivi nha, đó 115.000 hai bộ nha, chất lụa hàng quần lửng dùm em, chất lụa hàng quần lửng 115.000 hai bộ, quần có túi luôn nha. Nó lên cái bộ này có thì xuống lại nè, ai lấy được comment dùm em nha, ai lấy được comment dùm em, nó còn có vài bộ nữa thôi, tầm khoảng 10 bộ nữa thôi. Cam đào có dây kéo chưa? Cam đào mà cái kiểu sao bà ơi, cái mẫu nào cũng có dây kéo hết trơn á, hầu như cái mẫu nào cũng có dây kéo hết trơn, cái mẫu nào cũng có dây kéo hết trơn á, nhưng mà cái cam đào kiểu hả, phải không bà, cam đào kiểu như tôi phải không, cái mẫu này phải không nè, mẫu này phải không, nó dạng có bâu mà dưới này nó có ghen nhìn tôi nè, nó tay là tay lỡ lỡ nhìn tôi nha, có dây kéo phía sau nè, nó bao đẹp nhìn tôi luôn á. Mẫu này phải không? Cam đào chưa kêu bằng cam đào kiểu nè, cam đào kiểu cổ ghen gì nè, cam đào kiểu như tôi nha, cam đào kiểu đó, mẫu này tôi nè, tôi cũng biết màu nào cam đào nữa, nãy giờ tôi rơi lộn xộn hết trơn. Bà mô tả giùm tôi nó ra sao, nó ra sao, nó lại giùm tôi cái đi. Mẫu này nãy tôi không biết là tôi kêu màu hồng hay màu cam, nó không biết nữa. Màu hồng nè, hồng dáng như vậy là hồng ruốc nha, hồng cổ ghe, ủa hồng nơ nè, hồng nơ thì tôi nè, nói tôi không biết bà cái kiểu sao, bà comment lại đi rồi tôi sẽ kiếm cho bà. Còn nói cam đào là nhiều khi á nó qua rồi tôi không nhớ mẫu đó là tôi đọc cam đào hay tôi đọc màu hồng hay tôi đọc cái gì luôn á, tôi khùng tới cỡ đó vậy đó. Này là 115.000 hai bộ nè, có ai lấy luôn giùm em không mấy chị, lụa hàng quần có túi luôn nha, Doraemon nha, hình của nó là hình con Doraemon giùm em nè, xanh Doraemon nha, ai lấy được comment giùm em xanh Doraemon, 60 kg đổi lại người dùm em, gọn gãy thoải mái luôn nha, 115.000 hai bộ, 115.000 hai bộ, xả giá gẹt bèo bột luôn nữa, 115.000 hai bộ chính ra một bộ cũng đâu có nhiêu đâu, một bộ có vài chục ngàn hả, đó ai lấy được comment dùm em đi biết chưa, xe bài dùm em đi nha, xe bài chấm bài dùm em đi nha, rồi mẫu này dùm em nha, rồi xanh đen NY nè, xanh đen NY dùm em, có chị nào lấy được thì lấy nha. 115.000 hai bộ, xanh NY, xanh NY, chia sẻ like dùm em nha mấy chị ơi. À còn hồi nãy còn một cái đỏ ghen nè, 139.000 hai bộ luôn nha, 139.000 hai bộ luôn nè, đỏ ghen dùm em nha, chị nào lấy được thì comment dùm em đỏ ghen nha. Bộ đen mặc bao nhiêu vậy? 110 bà ơi, nó có hai màu, màu hồng với màu vàng, dễ thương lắm luôn á. Đó, cái này là 139.000 hai bộ nè, có ai lấy được dùm em không? Chất lụa hàng, tay ngắn quần dài dùm em, hoặc là quần ngắn tóc nha, 139.000 hai bộ luôn, quá giá rẻ luôn. Bộ tôi đang mặc có hai màu nha, mẫu này màu này với một cái màu hồng, dễ thương lắm các bạn, bao đẹp thì tôi luôn. Còn một cái màu đỏ, mất tiêu màu đỏ, không biết màu đỏ quăng vô đây không biết đâu, màu đỏ không biết quăng vô đâu nữa. Rồi mẫu tôi đang mặc là có hai màu dùm tôi nè, đó có cái nút này nè, chạy dọc nút này mà mở ra tháo vô được tụi tôi luôn nha, tay đánh tiên dễ thương đó. Đó, lấy bộ như tôi đang mặc cái mẫu này thì comment giùm tôi là hồng ghen nha. Mẫu này là hồng ghen giùm tôi nè, mặc dễ thương lắm. Còn bộ tôi đang mặc là vàng ghen, bao đẹp tụi tôi luôn nha, quần chín tấc tụi tôi hết. Quần là có túi đầy đủ nha, đuổi là không phải nói. Ghen chiếu hả? Rồi hiểu rồi. Không biết phải không biết nữa. Cái bà nói chắc cam kêu là cam cổ ghen quá. Ai lấy được thằng em đi lấy chợ xe bài luôn đó nha. Rất là bán giá rẻ luôn á. Để tôi kiếm là hình như xin biết cái bà nói cái bộ này đó.
đẹp đẹp thôi mấy bè ơi. Nè cái màu này không, màu này là tôi kêu bằng cam cổ ghen nè bà ơi, có gì kéo phía sau giùm tôi luôn nha, nhìn mẫu dễ thương không, bao đẹp giùm tôi luôn nha. Đó cái cổ ghen phía trước thì giùm tôi nè, đó mấy bà mấy bà nhìn thấy không, dạng kiểu kiểu mà có gì kéo luôn là mấy bà biết hàng như thế nào đó. Chạy dọc đường này có ghen giùm em nè, 110 thôi nha, dễ thương lắm luôn á. Nó giơ lên cho bà coi kỹ luôn nè, đẹp lắm bà ơi, nói chung là mấy mẫu này là cực kỳ đẹp giùm tôi, dễ mặc nữa. 110.000 hai bộ thôi, tính ra bộ cũng rẻ nè, nó rẻ hơn bên ngoài rất là nhiều luôn á. Quần nè, quần này là nó cũng bự nha, giống như cái gọng gọng hơn quần đen hôm bữa tôi gửi bà đó. Đó ai lấy được bộ em đang mặc không, bộ em đang mặc cũng nhìn cu te thương không may quém luôn á. 110 thôi à, có màu vàng luôn nè, vàng nơ nha, mẫu này là vàng nghệ giùm em mấy chị, vàng nơ giùm em. 110.000 hai cái, 110.000 nó quần chính tất giùm em hết. Giá này là giá rất là yêu thương luôn nè, ai lấy được comment giùm em nha. Cam đất cũng dễ thương nè, màu này là màu cam đất cũng dễ thương nè, dạng tay lỡ lỡ nè, màu cam đất thì dễ thương nè. 300 nó dạng tay lỡ lỡ giùm tôi, mà cái bâu nè, bâu này là dạng bâu kiểu giùm tôi nè, chạy dọc đường này có nút nè, nó cam đất nè. 110.000 thôi nha, cam đất, cam đất mẫu này cũng đẹp nè, cam đất giùm em nè, 58 kg đổi lại vừa nha, ai lấy được comment giùm em đi. Quần là quần chính tất nha mấy chị ơi, gọn gãi thoải mái lắm, mặc bao em giùm em luôn nha, chia sẻ like giùm em đó nha. Thôi mấy cái này thì 115.000, cái này là nhiêu ta, cái này là nhiêu, 115.000 hai bộ nè, tôi vừa đúng rồi, mẫu đó bà vừa mà. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này giùm em đi mấy chị, mẫu này là xanh dây giùm em nè, xanh dây giùm em nha, bán cho mấy chị với giá là 115.000 hai bộ luôn mấy chị, dễ ghê luôn rồi đó. Chất lụa hàng, quần có túi men luôn nha, xanh dây, nó có nhiều mẫu lắm, cũng còn tầm khoảng chục cái gì nữa nè, còn tầm khoảng chục cái gì nữa hết luôn, hay là đứt mẫu này luôn là không về nữa nha, không về quần lửng nữa đó, nên ai coi lửng thì mua để dành mặt nha. Rồi mẫu này là xanh, này là xanh biển dây giùm em nè, xanh biển dây, dây mấy chị có thể điều chỉnh theo cái phần vai của mình đó mấy chị, tùy theo vai của mình như thế nào mà mình điều chỉnh cái phần dây này giùm em nha. Có 115.000 hai bộ hả, chất lụa quần có túi giùm em luôn. Rồi xanh biển dây, xanh biển dây giùm em nè, hay lấy được comment giùm em đi, có lấy không bà ơi, cái xanh đâu rồi, cái bà nói tôi dùng luôn đâu nữa, có lấy không, cái này là bà mặc vừa mà ok luôn á, thêm nó có dây kéo nữa nè, nó có dây kéo là đảm bảo là ok luôn á, cũng dễ mặc lắm luôn nó. Quần này tôi dơ ra cho bà coi nè, nó cũng dạng nó bự bự nè, nó co giãn thêm một cái nữa, nó còn có độ co giãn nhẹ nữa, quần chính đó thì tôi hết luôn nha, ai lấy cái nào thì lấy nha. Có 110 thôi mà dễ thương, cực kỳ đẹp, 115.000 chứ, 115.000 mà được hai bộ luôn mấy chị, giá rất là rẻ, cực kỳ rẻ, gọi là siêu hạt rẻ luôn đó. Mẫu cam đào bi này có ai lấy không, cam đào bi này nhìn thấy đẹp mà không hợp luôn chị nào sao ta, một cái bi mà em nè, cam đào mà màu bi bi cho mấy chị mà hình con chuột Mickey nữa nè, dễ thương lắm, 115.000 hai bộ nè, cam đào bi mà em nha, cam bi cũng được nè, ai lấy thì mình em cam bi nha, 115.000 hai bộ, giá rẻ. 115.000 có hai bộ gọi là cực kỳ rẻ luôn. Các ai mua Vilma không, còn Vilma nè hai bộ có 139.000 thôi mấy chị ơi, nó ai lấy được thì đấy nha, tranh thủ nha. Rồi mẫu này là mẫu hồng, hồng viền giùm em luôn nè, hồng viền giùm em nè mấy chị, hồng viền giùm em, 115.000 hai bộ nha, hồng viền 60 kg đổi lại là ok giùm em hết luôn nha mấy chị ơi, 60 kg đổi lại là ok, quần lửng hồng viền giùm em 115.000 hai bộ, 115.000 hai bộ. Mẫu này là mẫu hồng dây luôn, dạng có dây dây mà phía trước có nơ cho mấy chị nè, hồng dây giùm em luôn, hồng dây, hồng dây để dành mặt ban đêm này kia ở nhà cũng được, cũng rộng rãi thoải mái, mà rất là mấy chị làm việc nhà này kia là mấy chị cũng thoải mái mấy chị. 115.000 hai bộ nha. Mẫu này là màu xanh hai nơ nè, phía trước nó có hai cái nơ nhìn dễ thương mấy chị, xanh hai nơ giùm em nha, 115.000 hai bộ, giá rẻ cực kỳ. Rồi xanh hai nơ đó, em còn có ít cái đó thôi mấy chị ơi, là bán cho mấy chị với 115.000 hai bộ á, còn dạng tay ngắn quần dài á thì là 139.000 hai bộ đó, chị nào muốn mua thì cứ thầm em sẽ lên với chị luôn. Mẫu này là dạng xanh đen dây nè, xanh đen dây nè đó, 115.000 hai bộ nha mấy chị ơi, chất lụa hàng, quần có túi giùm em nha, xanh đen dây 115.000 hai bộ, quần có túi luôn,
xanh đen dây, xanh đen dây. Nó ai lấy được thì comment cho em. Còn ít thôi. Mỗi này là mẫu hồng đen. Mất tiền cái đỏ luôn người ta. Đỏ lô không biết quăng cái chỗ này rồi chứ màu đỏ lô cũng cái kiểu cũng dễ thua lắm luôn á. Thời giờ không biết đỏ lô quăng vô phương trời nào không biết. Đó, bạn nào lấy được comment giùm em nha. Mấy dạng vàng cargo này 70.000 rồi mấy chị. Nó vàng cargo nè, 60kg đổ lại là ok giùm em hết luôn nha. 40-60kg mùi giùm em còn mặc được nữa mà. Vàng cargo, ai lấy được comment giùm em vàng cargo. Vàng cargo 60.000, 70.000 giùm em luôn. 70.000, chị nào lấy được thì lấy nha. Còn một ít thôi. Màu nu cargo giùm em luôn nè. Nu cargo nha, màu nu cargo cũng dễ thương mấy chị. Nu cargo mà màu kem á, giống như nhận như màu kem á mấy chị mạng hay kêu màu nu á. Nu cargo 70.000 luôn. Chia sẻ like giùm em với nha, chia sẻ like chấm like giùm em. Có màu hồng luôn nè, cái màu này đẹp đẹp không ạ. Hồng cargo giùm em nè, 70.000, hai lấy được comment giùm em nha. Hồng cargo 70.000, 60kg đổ lại là ok. Các bạn nào lấy được comment giùm em. Xanh đen luôn, xanh đen cargo. Chia sẻ like cho em với nha, chia sẻ like giùm em với nha. Xanh đen cargo cũng dễ mặc mà mấy chị 70.000 thôi nha. Xanh đen cargo, nó dạng form này kia rất là đẹp. Xanh đen cargo giùm em 70.000. Xanh biển thôi nha, có mặc xanh biển cho mấy chị luôn. Xanh biển nói chung là cái màu cargo là nó cũng khoảng 5-6 màu gì nữa luôn mấy chị ơi. Màu cargo là khoảng 5-6 màu giùm em luôn nè. Đó, xanh biển cargo giùm em nè. Ai lấy được comment giùm em nha. Xanh biển cargo 115.000 hai bộ luôn. À, nãy lên còn cái sọc hồng này nữa nè mấy chị. Sọc hồng này chưa lên nha. Sọc hồng này thì 139.000 hai bộ nè. 139.000 hai bộ nha, chưa được 150.000 nữa đó. Đó, có chị nào lấy cái này thì comment em sẽ lên lại cho mấy chị luôn nè. Sọc hồng cổ ghen giùm em nè. 139.000 hai bộ nha. Ai coi lấy được thì lấy giùm em nữa chơi. Giá rẻ quá trời luôn. Quần có túi đàng hoàng giùm em nha. Sọc hồng 139.000 hai bộ. Ta. Đó. Rồi chị mấy chị, mấy chị vào sau coi lại like giùm em nha. Giờ em xuống like. Tối 7:30 em like cho mấy chị nha. Bye bye mấy chị nha.